phải. Hello, các chị yêu. Chào chị Trang Thanh, chào chị Tuyền Huỳnh. Chào chị Vàng Vê Đốc Thảo. Bị có cửa. Chào chị Giang Hướng. Hello, hello, hello các chị yêu. Nóng quá. Được quá. Áo khoác này chưa có hàng chứ Thu Hiền ơi. Chào chế Ngọc Thúy. Chào chế Nhớ Hà. Hello các chị yêu. Hello mọi người, những chị nào đang thấy em, các chị cho em xin một cái nút chấm bài, một cái chấm, một cái tim, một cái like nha. Chị nào thương em cho em xin một cái nút chia sẻ cả nhà nhá. Chị nào thương em cho em xin một cái nút chia sẻ mọi người. Một cái chia sẻ, một cái tim, một cái like kèm một cái nút chấm luôn nha chị nha. Áo khoác à, áo khoác đây chưa có hàng đâu chị Thu Hiền ơi, chưa có áo khoác chị ạ. Lên áo kiểu với quần jean, quần jean này em chưa lên chị Hương Nguyễn, hay quần jean chắc ngày mai hoặc là trưa mai hoặc là ngày tối mai là em sợ quần jean xong rồi em mới lên nha. Chào chị Nguyễn Thị Lệ Hằng, hello các chị yêu. Những chị đang thấy em xin một cái chấm nha. Rồi set em mang giá là 200.000 và hiện tại là còn size là từ 50 đổ lên đến 60kg là vừa, nó là dạng set kèm cái quần đùi bên trong cho mình và kèm cái một dây thắt lưng cho mình luôn nha, mặc rất là gọn người nha. Cái này mặc có thể được hai kiểu, thứ nhất là xả xung, thứ hai là mình kéo dây thắt lưng là mình kéo như thế này. Mặc như nhìn nó gọn người, nó không có bị mập các chị, không có gọn, nó không bị mập nha. Em chào chị Trang Thu. Dạ áo khoác à, em chào chị Sky Trinh. Chắc là ngày mai đi chị, ngày mai nhá, ngày mai em lên quần với lại là áo khoác cho mình nha. Còn nay thì em chưa à, em đang bị khăn tiếng rồi đúng rồi. Bị khăn tiếng á chị ơi, bị khăn tiếng rồi. Em đang mang là mã xanh, lên em xanh tiếc gì. Em mang là xanh, giá là 200.000 một set và size là từ 50 đổ lên tới 60kg là vừa cho em, giá là 200, đẹp xuất sắc luôn. Nó kèm luôn cho mình cái quần đùi bên trong cho mình nha. Lên em mã đang mặc là mã xanh, giá là 200.000. Chế nào chốt xanh, mỏng xanh 200 giùm em. Ok chị yêu, ngày mai nhân viên gọi hàng, mình nhắc nhân viên để hàng cho em là được nha. Mình được dồn hàng trong vòng 2 ngày. Trong vòng 2 ngày tức nghĩa là 4 like. Sau 2 ngày là mọi người phải đi hàng, không được dồn lâu quá nha. Tại vì nó bị lạc hàng đó các chị. Tại vì lâu quá là sẽ bị lạc hàng nha. Em đang mang lên em mã xanh 200.000, mỏng xanh 200. Đang có bộ gấu này tặng đầu like cho các chị có một bộ à. Gấu hồng. Size cũng là từ 50 đến 65, vừa em tặng một này giá là 190.000, cái này em bán 220. Em tặng luôn 190 nha, có một bộ gấu hồng. Cái này thì bán nhiều lắm rồi, khách cũ như em đa phần ai cũng biết cái bộ này mặc đẹp xuất sắc. Từ 50 đến 65 là vừa, gấu hồng em tặng giá là 190 nha. 190.000 gấu hồng, free size là từ 50 65 vừa lên chi mã gấu 190 em tặng. Gấu 190 con bộ à, gấu hồng 190 vải này vải Latin. Free size là từ 50 đến 65 là vừa nha. Dạ 65 kg cái này không có 65 chị yêu ơi. Hôm qua chốt đơn hôm nay em nhận được rồi, chắc phải ok lắm. Cảm ơn chị Nguyễn Cẩm Thu. Cảm ơn chị yêu, chào chị Hà Dương. Rồi gấu tặng nha các chị ơi, gấu em tặng giá 190.000 một bộ. Hàng đang bán 220 tặng 190 nha. 190.000 màu gấu, chứ nào chốt gấu bông gấu 190. Mã tiếp theo màu vàng. Xếp vàng này có một bộ luôn, tặng luôn 200. 200.000 màu này lên chưa là vàng 200, size nó là từ 50 đến 62 là vừa. 50 đổ lên 62 là vừa vàng 200 giá tặng. Latin tặng vàng 200. Chế nào chốt cũng vàng 200.000, em nhắc vàng 200.000. Em đang mang là xanh, size là từ 50-60kg là mặc vừa nha các chị. Size nhỏ mọi người, size nhỏ 50-60kg mà ok, đang mang là xanh. Chế nào chốt xanh, mỏng xanh chị. Giá là 200, 220 em chốt 200.000 xanh nha. Lên em xanh 200.000. Xanh xanh 200. Tối nay là lên xanh đồ lẻ mọi người, rất là nhiều đồ lẻ luôn. Latin size lớn đi chị là bao nhiêu ký á chị? Tầm khoảng bao nhiêu ký á chị Thúy Trinh Ngô? Size lớn là bao nhiêu ký á chị ơi? Bộ hoa xanh,
Hoa xanh này size nhỏ tặng lô 130. Giá tặng nha, cái này bán 160 tặng 130, size là từ 58 đổ về, mặt đẹp cho em màu này. Hoa xanh em chốt 130. Chế độ lên cho em bảo là mã hoa xanh 130, nó là dạng form 8 tóc, chị ơi, form 8 tóc nha. Chốt bộ đang mặc chị ơi, lên em xin số điện thoại chị em gì ơi. Chị em xin số điện thoại nha. Rồi màu hoa xanh tặng lô 130 con bộ à. Size là từ 50 tới 58 là vừa nha. 50 58 ok, hoa xanh 130. Chế độ chốt xong vẫn xanh 130 ngày hoa xanh. Hoa xanh 130. Chị gì ơi, em cho em xin số điện thoại nha. Chị bên đây em chưa có số của mình nha. Cho em xin số điện thoại. 70kg á chị, ok luôn, 70kg em có, đợi em chút xíu nha. Chút xíu em lên 70kg cho mình. 70kg em có tay ngắn chị, 70kg em có tay ngắn nha. Rồi bộ này lên cho em màu này là màu nâu lửng. Em có một bộ nâu lửng nha. Nâu quần lửng 2 dây. Lên cho em là bi nâu, bộ này size nhỏ 62 đổ về, mặt đẹp em tặng 140. Lên em nâu giá 140.000 2 dây từng nha, 2 dây từng mango form là qua đầu gối mình chút xíu nha. Từ 50 đổ lên tới 62 là vừa, em nâu em tặng 140. Lên cho em mã là nâu 140. Nâu 140 nha, free size. Từ 50 đến 62 là vừa. 50 đổ lên 62 vừa, nâu 140, chiếc nào chốt nâu bẩm nâu. Chiếc ngọc thí có xanh. Ngọc thí có hoa xanh. Ngọc thí có hoa xanh chứ hồng ánh hết xanh chứ ơi. Chiếc hồng ánh hết xanh nha. Dập ly nay còn 3 bộ. Hả xanh giá 130. Sao lại chuyện giới tôi vậy hả? Là chị anh ấy đâu biết đâu. Em đâu biết, tại vì em thấy ở đây là em nghĩ là nữ thôi, em đâu biết là nam hay nữ. Dạ. Lên cho em số điện thoại nha. Em không biết là nam hay nữ, em kêu chị đại. Rồi màu này lên cho em màu xanh dập ly, em còn 3 bộ em tặng nha, 170. Cái này hôm qua bán 180 còn 3 bộ, size là từ 50 đến 63. 50 đổ lên 63 vừa em mang tặng nha, 170.000 dập ly quần 8 tấc. Lên em đang mang là xanh 170.000. Nó là mango dập cổ tim cho mình nha, free size. Từ 50 đổ lên đến 63 vừa em tặng 170.000. 50 đến 63 vừa 170.000, chứ nào chốt bẩm giùm em nha. Chứ yêu nào chốt bẩm em mang là xanh 170. Xanh 170.000 màu xanh. Chị em chị ơi, chị em xin không hỏi đi em lên lương cho mình nha chị. Xanh 170.000 màu xanh, mã riêu. Mã riêu này size nhỏ này, mã riêu này size 62 đổ lại mặt đẹp giùm em. 55 đến 62 vừa xanh riêu chốt 140. Lên em riêu 140. Chế size led hết xanh rồi chị ơi. Hết xanh rồi chị. À tôi đang mang là dập ly xanh, ở đúng rồi. Chế size led lấy dập ly xanh đúng không chị? Dập ly lấy dập xanh bấm ok cho em nha. Bấm ok giùm em nha. Màu này lên cho em màu riêu. Màu riêu giùm em free size. Ok chị có chế size led cái bộ đang mặc. Em đang mang là riêu size là từ 55 đổ lên tới 62kg là vừa. Chế nào chút ghi bẩm ghiêu cho em tặng 140 có con bộ à, ghiêu 140 nha. Ok chị, em đang mang là riêu 140. Chế nào chút ghi bẩm ghiêu 140.000 màu riêu, màu riêu 140 giá tặng nha. Hôm nay là tặng hết chị ơi, nhiều mã cực kỳ nha mọi người, nhiều mã cực kỳ luôn. Riêu 140 xanh 170 cho chiếc duyên bùi còn. Chế duyên bùi với cái size led 2 bộ 170. Hôm qua bán 180 còn 3 bộ, còn bộ cuối cùng nha. Bộ bò sữa dập ly xanh cho chị Minh Trần. À, chế Loan Nguyễn trước này. Chế Loan Nguyễn có dập ly xanh là chế Minh Trần hết xanh. 170.000, dài tiểu thư có luôn chị ơi. Dài tiểu thư em có chút xíu lên cho mình. Chế nào chốt xanh, vẫn xanh, hết xanh cho mọi người, hết xanh. 170.000 một bộ em bao mặt cho chị mặc siêu đẹp nha. Rồi mango. Mango hàng siêu cấp, size to. Size là từ 55 đổ lên tới 65 là vừa. 55, 65 vừa em mang là Loan. Bộ Loan này em tặng giá 180 nha. Loan 180.000, size là từ 55, 65. 50kg chị mặc vẫn được, chị mặc giống em nha. 50kg là mặc giống như em. Từ 50 đến 65 vừa xanh 180. Chế nào chốt xanh bấm xanh 180.000 cho em. Áp lột, loan đi chị ơi. Màu loan 180 nha mọi người, loan 180 free size. Lên em là loan 180.000, size là từ 50 đổ lên cho tới 65kg là vừa. Nó là dạng phơm dơ á mọi người, phơm dơ nha, tay nó bo nhẹ cho mình chút xíu. Từ 50 đến 65 em mang là loan phơm rất đẹp luôn nha. Quần dài, cái này cao tầm khoảng 1m65 đó là mặt đẹp, loan 180. Chế nào chốt lên mã loan 180.000 cho em nha. Loan 180.000 màu loan có 2 bộ. 180.000 màu loan, chế nào chốt lên mẫu loan 180. Loan 180.000 màu loan em. Bộ cam. Loan 180.000 màu loan em. Chào chế Nhớ Hà, chào chế Hà Ngô, chào chế Trần Kim Nhiên. Hello các chị. Rồi màu loan em đang mang chốt giá 180 nha. Đó là dạng là form tiểu thư nha mọi người. Màu này lên cho em màu này là màu cam. Màu cam size to. Mã cam này chốt giá 180 và size của nó là từ là 65 đổ lên tới 70kg là vừa, em tặng cam 180.000. Hàng này bán 190 này có 1 bộ à nha. Size lớn 65-70kg là vừa, cam chốt giá 180. Phải mango form đẹp xuất sắc nha, hàng cao cấp. Rải này mấy chị giặt mới giặt là không bao giờ bị đổ lông nha. 65-70kg là vừa giùm em màu cam. Chế nào chốt cam bấm cam. Cái tay dễ thương hả? Dễ thương chỗ nào chế? Cái tay dễ thương chỗ nào? Cam giùm em, chế nào chốt cam bấm cam cho em. Màu cam tặng 180 nha. Tối nay là lên tặng cho mỗi hàng lẻ
rất là nhiều mẫu đẹp luôn, tặng giá rẻ cho các chị nha, tặng giá rẻ cho các chị. Em mang là cam, mà em mới qua là cam, chốt giá 108. Chị Nguyễn Trâm lên chứ. Nguyễn Trâm bấm số điện thoại giùm em, chị Nguyễn Trâm ơi. Khách mới cho em xin số điện thoại nha, các chị khách mới bấm số điện thoại giùm em. Màu này lên em màu da size to luôn, 65-70 da, chốt tặng 108. Hàng này không đẹp không lấy tiền, form đẹp xuất sắc, 65 đổ lên tới 70kg vừa, em mang là da nhá. Chế nào chốt da bấm da cho em, tặng 180.000 da. Da 180, da 180, da 180 và cam 180.000. Da cam 2 màu nha. Da cam 2 màu 180. Em đang mang là mã loan, giá 180 và size là từ 50-65 là mặt vừa. 50 đổ lên 65 ok đang mang. Chế nào chốt bấm em đang mang là loan, loan 180. Loan loan 180. Con bò sữa này bộ này mặc thấy cưng lắm, size nhỏ nha. Bò sữa này size nhỏ 60 đổ lại 62 đi. 62 đổ lại vừa 55 đổ lên, bò sữa tặng 130. Giá tặng con bộ à, bò sữa 130 nha. Bộ này mặc thấy cưng, vải nó mát lắm các chị. Chế Nguyễn Trâm mà chị lên số điện thoại mới có đơn được chị ơi. Có số điện thoại mới có đơn được nha. Phi size 50-62 lên em bò sữa, chốt 130 giá tặng nha. Bò sữa 130 phi size là từ 50-62. Dạ da không có 60 gì chẳng hạn, mấy cái đó có size to gì à, có size to thôi. Phi size nhá 50-62 bò sữa. Da chốt chị Phương Thanh. À dạ bên đây bay mới cho nên là chưa có lên số điện thoại chị nha. Bộ đang mặc mã gì hả? Bộ đang mặc là mã loan, chị Chế Thanh đang mặc là mã loan nha. Da chốt cho chị Phương Thanh. Phương Thanh có da. Bộ em đang mặc mã là mã loan, bộ rất siêu đẹp luôn các chị, bộ rất siêu đẹp nha. Rồi Latin. Latin size dài quần dài, màu này xuất sắc. Xuất sắc đẹp luôn nha. Chế Nguyễn Trâm có số. Chế Nguyễn Trâm là một cam. Không được ạ. Chế Nguyễn Trâm có cam. Rồi màu tiếp theo, màu này lên đi màu xám này, Latin loại 1 nha, mời hàng mới về. Size này là từ 50-65 vừa. 50-65 vừa em mang là hồng. Mã loan chị Chế Thanh. Chế Thanh có loan. Em đang mang là hồng giá 215.000, không đẹp không lấy tiền. Phi size là từ 50kg thì mặc giống em, và tới 65 là cái gì mặc đẹp, đang mang là loan. Lên mang là hồng, hồng nha, 215.000, có một cái túi nhẹ lại cho mình chút xíu. Phi size là từ 50-65 vừa em mang hồng, 215.000 một bộ, size là từ 50-65 là ok ha. 50-65 ok, đang mang hồng 215. 225 đó các chị, nhưng mà bán mọi người 215.000 nha. 225 em chốt 215. Size là từ 50-65 lên mã hồng. Có hồng. Đẹp á. 215 màu hồng. Hồng 215 giùm em. Hồng với hồng với vàng hai màu, vàng này còn có một bộ. Hồng 215 giùm em và vàng 215. Chế có dập đi xanh không em? Dạ có chứ Duyên Bùi, em có đọc tên là có đó chị, em có đọc tên là có nha. Em ăn là hồng, em còn một màu là màu vàng. Hồng với chị Phương Thanh. Dập ly chính tắc ở chế Nguyễn Ngọc. Dập ly chính tắc dạ có. Hồng chị Phương Thanh này, em có một bộ vàng 215 màu vàng. Chế nào chốt bấm vàng 215 giùm em. Chế Như Vũ có hồng 215. Như Vũ có hồng 215 ok chị. Màu này lên đi màu vàng, em có một bộ à, 215 màu vàng. Phi size 50-65 mặt vừa rất đẹp nha các chị, rất đẹp luôn. Màu vàng có một bộ duy nhất, vàng 215. Lên mã vàng 215 giùm em mọi người, comment đúng mã giùm em nhá. Em mang là hồng, em còn một bộ hồng ấy. Hồng 215 hồng. Chế nào chốt hồng bấm hồng 215. Hồng với chị Bé Anh là hết hồng. Bé Anh có hồng là em hết hồng nhé. Còn bộ vàng nó, vàng nó có một bộ cái gì? Vàng có một bộ nha mọi người. Ai xuất sắc mã này? Em còn một bộ hồng nha mấy chị ơi. Còn hồng một bộ hả? Còn một bộ hồng nha các chị. Rồi màu này lên cho em, màu này là màu số 1. Đổi lấy vàng chứ Phương Thanh đổi vàng. Phương Thanh đổi hồng qua vàng. Ok chị luôn. Ok chị Phương Thanh đổi hồng qua vàng. Màu này lên em màu số 1. Màu số 1 này chốt giá 180 và size là từ 55-65 là vừa. 55 độ lên 6 là ok. Màu số 1 180 đẹp quá. 180.000 có 2 bộ. Cánh dơi form là form suông giống em mặc mới thì á nha. Chứ Quỳnh to hết vàng rồi, còn hồng chị ơi. Còn hồng nha, vàng em còn có 1 bộ à. Rồi màu này lên em màu số 1. Tay ngắn quần dài pyjama. Dạ có luôn chị ạ, có luôn nha. Em mang là màu số 1, em có 2 bộ chốt giá 180. 190 nhân chốt 180 có 2 bộ màu này. Lên giúp em màu này là màu số 1, 180. Lên mã số 1 là được nha các chị ơi. Lên mã số 1 là được nha. Lên em số 1 180 ngàn nhá. Số 1 có hồng. Ok chị. Số 1 180. Chị Huỳnh Duyên có số 1. Rồi. Chị My Đoàn có số 1. Rồi. Là hết 1, có 2 1 à. Rồi mã này lên đi mã số 2. Mã số 2 chị nhận đồ rồi đẹp. Cảm ơn chị Bích Liễu. Cảm ơn chị yêu. Đây. Màu này lên em màu số 2, nó thiệt mặt đẹp lắm đi trời, form xuất sắc nha mọi người. Với lại cái tay nó là dạng tay lỏ thế này, mình mặc nó không bị khó chịu, làm công chuyện thoải mái luôn, không sợ dơ giấy gì hết. Màu này lên em màu số 2. Số 2 cũng có 2 bộ, từ 55-65 mặc đẹp. Và 50kg thì mặc vẫn được luôn, 180. 180 ngày em mang màu số 2, lên em số 2 giùm em nha. 65 quay đầu có 2 bộ, màu số 2. Chế nào chốt số 2 bằng số 2 em giá 180, đẹp xuất sắc. Số 2
size 180.000 em nha. Đo ngực với mông bộ hồng. Ngực với mông bộ hồng ở chị bao nhiêu ký? Mã 1 nhiêu ký, giá 65 nữa là vừa em hết một, em còn số 2. Còn số 2 nha. Em đang mang màu này là thể thao đen, size là từ 55. 55 độ lên tới 65 là vừa đen thể thao. Chế nào chốt đen bóng đen cho em giá là 200.000, xuất sắc. Mình làm các lẻ không cũng đẹp. Em mang là đen 200, mã số 2 chị Huỳnh Duyên. Huỳnh Duyên có mã số 2 ok chị. Mã số 2 chốt giá 108. Em đang mang là thể thao đen giá 200 và size của nó là từ 50 độ lên tới 65 mặt vừa, đặc biệt làm cáo lẻ không cũng đẹp. 55 65 vừa em mang. Màu này lên em đen thể thao nha, màu đen thể thao. Lên mã đen cho em là ok nha, màu đen. Từ 55 đến 65 là vừa màu đen nha các chị ơi. Còn một màu nữa. Em đang mang là thể thao đen giá là 200.000 và size là từ 55 đến 65 là vừa đen thể thao, đẹp quá. Form xuất sắc. Áo coi dễ thoải mái nha. Cái này là chạy xe vô tư hả? 120 à? Mong 120 rồi chị ạ. Mong 120 nhá. Màu này lên cho em màu màu bi. Màu bi giúp em 180 luôn. Từ 55 đến 65 là vừa bi 180. Bi 180.000 màu bi size 55 65 mặt đẹp. Mấy cái vải này mặt mát cực kỳ nha. 55 65 lên màu bi 180. Màu số 2 chị Huỳnh Duyên có rồi đúng không? Đen thể thao chứ Ngọc Diệp bấm tối giùm em. Còn màu nào không? Dạ còn màu đen chứ Như Quỳnh dùng đơn ok chị. Ơ chứ Như Quỳnh ơi, bên đây với bên Nguyễn My Store là riêng. Không, hai bên không dùng chung được nha chị nha. Ok chị Bình Yên. 52 dạ vừa giống em 50kg nha. Em mặc em là 50kg. Màu này lên em màu bi. Màu bi giá 180.000. Bi 180. Đen thao giá 200. Có 3 bộ. 50kg mặc giống em nha. Có hai màu là đen với trắng. Em mang là còn một màu nữa là màu trắng này. Cái nào chốt trắng bấm trắng giùm em nha mọi người. Màu trắng Ngọc Diệp xin xung hỏi nha chị. Ok Ngọc Diệp có số. Em đang mang còn một màu là màu trắng này. Chế nào chốt trắng bấm trắng có 2 set à. Trắng có 2 set nha. Đồ thể thao có 2 màu trắng đen nha chị. 2 màu trắng đen này. Từ 55 65 vừa em mang màu trắng là áo trắng quần đen nha. Nó chỉ khác nhau là các màu áo và màu quần giống nhau nha. Khác màu áo thôi. Từ 55 65 em mang thể thao trắng. Làm áo lẻ không cũng đẹp. Làm áo lẻ không cũng ok nha. Từ 55 50 kg mặc giống em. Eo 50 kg mặc vẫn được mà hơi rộng chút xíu này. Hơi rộng chút xíu. Tầm khoảng 55 65 là vừa thể thao trắng giùm em. Trắng thể thao nha. Còn một bộ đen với lại hai bộ trắng. Chế nào chốt trắng bóng trắng em giá là 200. 200.000 cái này em bao mọi người nhận hàng, vải cực kỳ đẹp nha. Nó mát với lại nó co dễ nhiều, thoải mái này, chạy xe là vô tư luôn. Màu đen màu trắng hai màu em giá là 180. À xin lỗi 200 chứ. 200.000. Latin đi chế là ok chị bé Anh. Latin em còn á. Dạ để em coi lại em bóc cho chị Bình Yên thôi. Mã dập ly. Dập ly này trong 8 hay không ai chút 170.000 còn 3 bộ. Ok chị Như Quỳnh. Dập ly đen. Dập ly đen 180 hôm nay chút 170 có size là từ 50 đến 63. Đổi đen sang trắng được không chị yêu? Ok chị Ngọc đẹp nhưng mà màu nào cũng đẹp nha. Em khuyến khích là nên lấy 2 bộ luôn. Màu nào cũng đẹp nha. Để dành mặt. Cái vải nó mặt mát lắm. Em mang là thể thao đen 170.000, 180 nhưng hôm nay chốt 170 em còn 3 bộ. Size của nó là từ 50 đổ lên tới 63kg là mặt đẹp nha. Form là form quần 8 tấc lên mã đen cho em là ok nha. Bi đen tay ngắn chứ nha bảo, bi đen tay ngắn là mã nào chứ ơi. Em đang mang màu này lên cho em là màu đen. Màu đen size là từ 50 đổ lên tới 63kg là vừa và giá là 170. Nó là dạng dập ly cổ tim. Dập ly cổ tim em còn 3 bộ chốt 170.000, chứ nào chốt lên đen 170.000 nha. Đen 170.000 free size 50-63. Form là form quần 8 tấc nha. Form này mình mặc thoải mái. Nói chung là hàng này em bán nhiều lắm rồi các chị. Hàng này bán nhiều rồi. Còn 3 bộ đen chốt giá 170. Đen lên đồ bộ thôn có luôn chị ơi. Có luôn. Em mang là đen. Ok chị Ngọc Điệp đổi đen sang trắng. Em mang là đen free size nha 50-63. Quần có túi cho mình nha. Lên em đen. Đen dập ly. Áo dập ly quần là quần mango nha. Cái dập ly thì mọi người mặc là không sợ mỏng nha. Vải nó không mỏng. Màu đen giúp em chốt giá 170. Màu đen 170.000, màu đen chắc là chốt bóng đen 170.000. Đen 170 giùm em nha. Em còn một cái màu thể thao, màu xanh ngọc. Giá là 215.000 một bộ. 215 một bộ và size là từ 58 đến 65. Size này to em mặc cái này rộng. Từ 58 đến 65 vừa em mang là thể thao xanh. Lên em xanh ngọc em có set à. Lên em xanh ngọc nha. Từ 58 độ lên đến 65 vừa em mang là màu xanh ngọc. Bộ đen mặc chị Trần Thanh là bộ đen á. Chế Trần Thanh có dập ly đen. Từ 58 đến 65 pyjama tay dài dạ có em còn màu đem lên cho mình. Em mang là màu xanh thể thao có một bộ và size là từ 58 đổ lên tới 65 là vừa. Em chốt xanh này giá là 215. Nó là set thể thao và form là rất là giãn nha. Cực kỳ giãn này, form đẹp nha. Từ 58 đến 65 em mang là xanh ngọc chốt giá 215. 220 chốt 215.000. Size lớn cái mặt rộng. 58 65 vừa xanh ngọc 215.
xanh ngọc 215 ngàn, xanh ngọc chế nào chốt ngọc bổng ngọc 215. 58 đột lên. 58 đến 65 là vừa. Bộ xanh, bộ này lên chi mã này là mã trắng chứ bị mù màu. Màu trắng nha, size lớn. 55 đến 65 là vừa trắng này. 55 đến 65 ok trắng, chốt giá 185 ngàn, hàng cao cấp nha, form này đẹp. Hello chị Nguyễn Kim Vàng, em mang là trắng, size là từ 55 độ lên. 55 đến 65 là vừa, em mang là trắng nha. Chốt giá là 185 ngàn một bộ, trắng 185, hàng cao cấp. Dập đi đi chị Bành Tuấn, Bành gì ta? Bành Quân, Tuấn Quân à. Em đang mang là màu trắng, lên trên mã là mã trắng cho em nha. Form đẹp các chị ơi, cái quần đó là dạng quần suông nha, và size là từ 55 độ lên tới 65 là vừa, em đang mang màu trắng, chốt giá 185. Hàng bao đẹp, rất là dạng, là bao cũ trụ lắm. Một cái nút trên đây cho mình nè. Có một cái nút ở trên đây luôn. Em mang là trắng, size là từ 55 65 vừa trắng, đẹp quá. Giá là 185 nha. 185 ngàn màu trắng em. Hôm nay nói chung là bán cái gì nó cũng sẽ rẻ hơn bình thường nha mọi người. Cái này là thường em mua chốt còn 190 nhưng mà hôm nay chốt 185. Em mang là trắng, em còn trắng là em có hai màu. Trắng trắng. Chị Thanh Lê có trắng. Trắng đó chị Thanh Lê. Chế khai vỏ có xanh rồi đó chị ơi. Trắng với lại màu này là màu thổ cẩm nha. Màu trắng và màu thổ cẩm hai màu, giá là 185. Hello chị Diễm Kiều, chị có dập đi đen không? Dạ có chị ơi, dạ có. Em đang mang là trắng, em còn một màu là màu thổ cẩm. Trắng và thổ cẩm hai màu, giá 185. Em đang mang là trắng nha. Phơn quần nó viền với cho mình nha, phơn này mặt tao quá trời. Trắng 185 ngàn, có trắng với là thổ cẩm hai màu. Em mặc là hơi rộng chút xíu, tầm khoảng 55 đổ lên, cái chị vừa đến 65 là đẹp. 55, 65 ok là đẹp luôn. Màu trắng nha em, trắng với là màu đỏ hai màu, thổ cẩm nha. Trắng là thổ cẩm, màu thổ cẩm này tan này. 190 cho 185 nha, 190 em chốt 185, màu thổ cẩm giùm em, màu này là cực kỳ sang. Đặc biệt nó phối hợp tiết này mọi người, mà không có nổi nha, không bị nổi. Từ 55, 65 em mang là màu này là màu thổ cẩm. Chế nào chốt thổ cẩm, màu thổ cẩm giùm em, thổ cẩm và trắng hai màu. Nay thiết kế là chế chưa có, thì Nguyễn Kim Vàng thiết kế chắc tầm khoảng 2 ngày nữa nha chị nha. 2 ngày nữa là về thiết kế mới nha. Màu này lên đi, màu thổ cẩm em còn bộ 185. Thổ cẩm 185 ngàn, thổ cẩm giùm em. Chị đi đây có thổ cẩm. Ok chị. Thổ cẩm với lại trắng hai màu. Latin, màu này lên em là màu sọc nâu. Sọc nâu giá 215. 225 chốt 215 ngàn sọc nâu. Free size là từ 50 đến 65 là vừa. Free size nha, từ 50 độ lên 65 ok, đang mang sọc nâu. Chế yêu nào chốt sọc nâu, bấm sọc nâu cho em. Giá là 215 ngàn sọc nâu nha. Latin cái màu, cái phơn nó giống cái phơn mà nãy mặc á, mà cái này là màu khác chút tí, màu này nhẹ đó chị. Từ 55 đến 65 vừa, em đang mang 50kg mặc giống em. Đến 65 vừa em mang là sọc nâu, chốt giá là 215 ngàn Latin. Loại 1 nha mọi người nha, Latin loại 1 vải là không nhân không tù lông. Lên em đang mang là nâu, giá là 215 ngàn một bộ. Nâu 215 ngàn nâu. Dạ cái này không có 70kg chị yêu, cái này em chốt đến 65 à. Cái mã này chốt đến 65 tại vì mã này không có size. Mã này lên em là pizza size lớn, 65 đổ lên tới 70kg là vừa nha. 65-70kg vừa pizza, chốt tặng 180. Các chị ở lại xem like chút xíu tặng rất là nhiều mã nha. Nhà mã là nói chung là đa phần là tặng giá vốn hết các chị luôn. Màu này lên em là pizza size lớn, 65-70kg vừa, vải mango chốt 180. Pizza 180 ngàn. Em đang mang là nâu nha, sọc nâu. Sọc nâu và size cũng là từ 50 đến 65 là vừa. 50 độ lên 65 là vừa sọc nâu. Chứ nào chốt nâu bấm nâu chị. Hình viên có sọc nâu. Ok chị, sọc nâu giùm em. 180 nha, sọc nâu 180. Hình viên có số chưa, chú có số gì mà? Có rồi hả? Ok. Rồi bi xanh tặng 165 con bộ bi xanh. Bi xanh 165 size là từ 50 đến 60kg là vừa. 50-60 ok bi xanh giùm em nha, chốt 165 giá tặng. Pizza chị ơi, cho em xin số điện thoại chị bao cua rồi. Cho em xin số điện thoại. Màu này lên bi xanh và sao có bao chung cho mình. Từ 50 đến 60kg vừa bi xanh, chúc tặng 165 ngàn con bộ. Bi xanh 165. Cái nào chúc xanh mỏng xanh 165 ngàn bi xanh thì em nhé. Bi xanh 165. Khách mới cho em xin số điện thoại nha. Pizza hả chết, pizza là vải mango. Mango với cảm thống này. Vải mango nha chị. Mã lửng, mã lửng quần lửng tay to, size là từ 63-68kg là mặt vừa. 63-68 ok, chia màu này lên, chia màu này là màu lửng nha, mã lửng là được. 63-68 mặt đẹp giùm em, 62 cũng được, có chị 62-68 với bộ này em chốt giá 160 ngàn. Quần là quần lửng vải mango, quần có túi cho mình. Pizza với Nguyễn Kim Vàng, Nguyễn Kim Vàng có pizza. Em đang mang là màu này là màu bi, lên trên là màu lửng đi, màu lửng nha, size lớn. Bánh Ngọc Nguyên hả? Vậy hả chế, chế bấm số điện thoại giùm em đi. Tại vì mấy cái số điện thoại này nhiều quá có số. Không phải chị bao cua á.
Chị bao cu là bánh, chị bánh gạo nguyên á. Nhưng mà chưa có số cho em xin. Ờ, chế ơi lên số em lại, điện thoại bên đây em, tại hai Facebook khác nhau á là nó không có chốt chung được. 63 68 nam mang ngố 68 không có, ngố em có lấy 65. Em nam mang là pizza. Đây, 160 nha, size to. Em gửi hàng bên Viettel với lại là giao hàng tiết kiệm, hiện tại là hai bên đó, đúng không? Ờ. Pizza này, cái này là lửng. Ừ, cái đó đó. Cái đó là 180 nha. Em đang mang là mã lửng nhưng em size to, 6368 là vừa. Chị bao cô có số này, dự phòng. Dự phòng chị vô cái bộ đó. Em đang mang là màu lửng nha, chứ đâu chốt lửng không lửng nhưng em màu lửng. Màu lửng giùm em. Chị bao cô ơi, em lên dự phòng cho mình nha chị. Lên 70kg đi chị, ok chị. Tọc nâu bao nhiêu vậy em? Tọc nâu nào với chị Hồng Duyên ơi? Hả? Tọc nâu hả? Tọc nâu giá là 215 mà chị ơi. Hàng châu xa nha, bộ này 210 chốt 200 luôn, xa là từ 50-65 và vừa. Bộ thun lưới ngày mai em về hàng, ngày mai hoặc là ngày mốt là có hàng nha. Dạ, dạ em chốt rồi á chị, em chốt rồi nha, ngày mai có hàng gọi nha, ngày mai có hàng nhân viên gọi cho mình. Free size 50-65 vừa em mang 200.000 một bộ, hàng là hàng châu xa quần lửng, free size nha. 210 hôm nay chốt 200, size là từ 50 đổ lên đến 65 là vừa. Lên cho em mã là đỏ lửng giùm em, giá là 200. Hàng này em bao mặt cho mọi người, về mặt là giặt vải lại vải là qua năm cái nó không bị hư nha. Đi ra. Ok, size to có 9 tấc không ạ? À? Có quần 9 tấc không? Là mã đồ bộ hay mã nào chứ Nguyễn Kim Vàng hả? Pizza, pizza tôi đang mang hả? 160. Màu này lên cho màu này là màu đỏ 200. Latin đỏ 200.000. Rất là hàng châu xa cái chị quần lửng á mọi người, phi xa nha, 50 cho tới là 65 là đẹp. 50 đổ lên 65 ok. Rồi bây giờ tặng nha mọi người, tặng quà nha các chị nha, tặng quà rất là nhiều mẫu đẹp, nhưng mà các chị nhớ là comment đúng mã giùm em. Comment đúng mã chị nào, mình cho em xin luôn cái giá tiền. Xin luôn cái giá tiền để tránh trường hợp là bị lộn giá nha, bây giờ bắt đầu tặng nha, rất là nhiều mã cho mọi người luôn. Chứ Diễm Kiều có ồ đúng rồi, đỏ 200 với Diễm Kiều. Chị Thanh Lê, chị Lea lửng. Chị ơi cho em xin số điện thoại Thanh Lê chưa số đúng không? Có rồi hả? Ok vậy là da lửng cho chị thêm bộ. Thanh Lê có da lửng. Chị Thanh Lê có da lửng, chị Diễm Kiều có da lửng. Chị Diễm Kiều là không, chị Diễm Kiều là đỏ đó đó. Đỏ 200 đang nằm trong lòng các bạn. Giống đang mặc hả chết? Không có, chị yêu không có thôi. Lên nha, tặng nha mọi người rất là nhiều mã, nhưng mà nhớ là comment giùm em đúng mã và giá kèm giá tiền mà sau luôn, tránh trường hợp là mình lộn nha. Rồi màu này lên em màu loan, em tặng bộ này giá là 200, hàng này bán 220. Lên em loan 200.000, size là từ 50 đổ lên cho tới 62kg là vừa. Lên em là màu loan, giá 200.000 một bộ. Loan 200, cậu bây giờ loan 200 dùm em tặng luôn. Latin loại 1, phi size từ 50 tới 62. Lên loan 200 giá tặng nha. Có nhiều mẫu lắm, lửng dài đùi hoặc là caro lăng, dập ly, mango là đủ hết nha các chị nha. Đủ hết luôn. Nhưng mà nhớ là comment dùm em xin đúng mã nha mọi người, tránh trường hợp là mình lộn nha. Ok chứ Châu Thành. Dạ ok chị yêu, ok chị. Rồi size to da lửng chứ Hương Hoàng 160 có. Hương Hoàng có da lửng 160. Rồi màu này lên che, màu này là màu bi. Bi này là quần đùi em chốt tặng 160.000 size to. Hàng Latin 65 đổ lên 70kg vừa bi. Lên em bi 160. Bi 160.000 size to, 65 70 bi Latin 160.000 bi. Thế là chốt bấm bi 160A còn mãi hôm nay lên luôn. Bi 160 nha. Hello chứ Sống Ngọc. Chờ lâu quá mới thấy chứ rồi. Lâu quá mới thấy xuất hiện. Dập ly em còn một mã này nè. Cái này lên cho em mã là mã số 2 nha. Mã số 2 dùm em. Và size của nó là từ 50-63. Mình thích thiết kế kẹp lắm luôn. Cảm ơn chú Nguyễn Kim Vàng. Thiết kế tầm khoảng 1-2 ngày rồi về lại đó chị. Bi 160 như Ngọc Điệp này nè. Chứ Ngọc Điệp có bi 160 Ngọc Diệp chứ. Em đang mang là mã số 2. Ok chị, ok. Hôm nay đẹp hơn mỗi khi ta hả? Là sao chứ? Đẹp chỗ nào? Bi size như mã số 2 đang mang từ 50-62 chứ 170. 170.000 nhập ly này, hôm qua bán 180 này, còn có không? Bốn bộ nha, chốt 170 và size là từ 50-63. Lên chia mã này em mang là mã số 2 nha, mã số 2. Size là từ 50 đổ lên tới 63kg là vừa đẹp, mã số 2. Chế nào chốt số 2, bỏng số 2 cho em giá 170.000. Mã số 2. Chị định chốt 3 bộ thôi chứ còn, chứ Duyên Bùi dập ly còn á. Một chút lẻ mẫu nó nhiều mẫu cực kỳ luôn, chứ Duyên Bùi chút chọn thêm nha. Em đang mang là mã số 2 và em chốt mọi người bộ này giá 170. Nó là dạng cổ tim form là từ 50 đến 63 nha. 50-63 là của em đang mang, dập ly em còn nhiều. Đợi em chút xíu xíu. Em mang là mã số 2, chắc là chốt 2 bấm 2. Chị Nông Thị Hạnh có dập ly. Ok, 170.000. Giá có 102 cái chị ơi. Giá có 102, hôm qua bán 180. Hôm qua là bán 180. 170.000 mã số 2, mặc vô nhìn nó gọn người lắm. Ôm em mình này ha. Ôm em mình. Mã số 2 180, chắc là chốt số 2 bấm số 2 180.000. Mã số 2 180. Mã tiếp theo màu này lên cho em màu này. Qua đẹp quá vậy.
Lên cho em màu là màu nâu. Màu nâu nha, ở ngoài sau nó có nút cho mình. Màu nâu nha, size to. Size to quần lửng chốt giá 155.000 thôi, tặng luôn 150 nha một bộ à, 150.000 màu nâu. Lên em nâu lửng 150, size là từ 57 tới 64. 57 đổ lên 64 là vừa em mang màu này. Lên cho em màu này là màu nâu, nâu lửng nha. Chốt giá tặng 150 con bộ à. Nâu lửng 150.000. Nâu lửng 150 giùm em. Mã tiếp theo màu bò, ngố bò tay nhỏ, 50-58 là vừa ngố bò, chốt tặng 160 luôn. Quần siêu giãn nha, 50-58 là vừa ngố bò 160. Chế nào chốt bấm ngố bò 160. Ngố bò 160 có nâu lửng. Rồi, nâu lửng chị Thanh Lê. Chế ruby Nguyễn hết nâu. Chế ruby Nguyễn hết đây. Rồi mã tiếp theo màu dập ly bi, chốt giá 165. Free size từ 50-63 vừa lên em bi. Bi đen nha, bi đen 165.000 giá tặng free size 50-63. Free size 50-63 vừa bi đen chốt 165. Bi đen 165 ngàn đi. Nâu lửng hết tại chứ chỉ có 1 bộ à. Bi đen giùm em 165 dập ly. Bi đen 165.000. Chứ mi trang đổi mã đi chứ yêu ơi. Tại vì mỗi mã nó có 1 bộ à chị ơi, không có nhiều nha. Mã này lên đi, mã sọc. Mã sọc giùm em, mã sọc size to. Bộ này chốt 108. Size là từ 55-60 vừa, màu này là bao sang. Em mặc là hơi rộng chút xíu siêu. Tầm khoảng 55 đổ lên, trong quần nó viền đẹp lắm. Cái này mọi người cao tầm khoảng 1m65 là vừa. 55-65 mặt đẹp cho em. 55-65 ok, đang mang là màu sọc, chốt giá 180 nha. Đẹp lắm, form đẹp cái trời. Quần nó là dạng quần xương chút xíu, lại mình mặc mấy cái loại sọc này mặc nhìn người mình nó gọn, nó không có bị mặc đấy chị. 55-65 em đang mang màu này lên đây là màu sọc, chốt giá 180 nha. Dập ly 70kg hả chị? Dạ có, nhưng mà ít chị ơi. 70kg bây giờ em còn lẻ. Em đang mang là màu sọc 180. Chế yêu nào chốt sọc ổng sọc 180 ngày màu sọc giùm em. Sọc 180 nha. Size là từ 55-65 vừa, màu này bao đẹp. Bộ chữ đen. Bộ chữ đen free size 50 đổ lên 65 vừa chữ đen, chốt tặng 160. Chữ đen nha, cái này là vải Latin. Chữ đen 160.000 chữ đen free size 50 đổ lên 65 vừa chữ đen nha, 160.000 chữ đen. Chế nào chốt đen mỏng đen 160 free size nha, 50-65 mặt đẹp. 50 đổ lên 65 ok. Mã dập ly. À không, dập phải dập ly cổ tim. Cổ tim nha, mã này lên em bèo. Bèo size là từ 52-62 vừa, bèo chốt tặng 160 luôn. Bèo 160.000, 52-62 mặt đẹp, bèo 160 con bộ. Bèo 160, bèo 52-62 là vừa. 52-62 ok. Bộ này là hồng lửng size nhỏ 50-58 tặng 150.000. Lên hồng lửng 150. Hồng lửng 150.000 size 50-58 đẹp. 50 đổ lên 58 ok, hồng lửng 150. Chế nào chốt tàu bỏng hồng 150.000 hồng. Hồng 150. Bộ này lên cho em là màu xanh đậu. Xanh đậu dập ly chốt 180 size to từ 55-65 vừa nha. 55 đổ lên 65 vừa, xanh đậu chốt tặng 180 dập ly quần dài nha. Dập ly quần dài lên xanh đậu 180 ngàn em, size là từ 55-65 mặt đẹp. Chị Nguyễn Hiền có chữ nâu, có chữ đen. 55-65 vừa xanh đậu chốt giá 160. Hồng 150 chứ Nghi Nguyễn quần lửng. Ok chứ Nghi Nguyễn có hồng. Nghi Nguyễn có dập ly bi đen. Bước ra coi cái quần coi em là chế ơi, đây là cái quần này. Đẹp lắm chị ơi, cái quần này đẹp, form đẹp xuất sắc luôn. 165. Bi cái nào vậy, cái đó là gì vậy? Dập ly. Ừ. Phải không? Ừ, dập ly bi đen đúng rồi, đúng rồi. Rồi màu này lên cho em, màu này là màu xanh đen. Màu xanh đen, cái này là hàng tơ nhung nha, xanh đen chốt tặng 170, xanh đen free size. 50-65 vừa xanh đen tặng 170.000 xanh đen. Xanh đen 170.000 xanh đen free size 50-65 mặt đẹp. Em đang là màu sọc, chốt giá 180. Dập ly không có 70kg chị, 70kg em có nhưng mà em còn. Đây 70kg có mã này. Dập ly 60-70. Sọc với chị Sky trên đang mang. Ok chứ có em đang mang. Dập ly đỏ này, bữa nay chốt tặng luôn 170.000 còn mấy bộ à. Dập ly xanh đậu chị bé 7. Bé 7 có xanh đậu 170. Xanh đen cho chị Ngọc Hiếu, Tập Hiếu có xanh đen chứ Nguyễn Thị Giàu hết xanh đen. Rồi dập ly size to 60-70kg vừa, chốt bộ này lên chim màu là caro đỏ, giá là 170.000 ha. Hôm qua chốt 180 em còn tầm khoảng 2-3 bộ. Em chốt 170 và size là từ 60 đổ lên, 60 đổ lên 70 đổ lại mặt đẹp cho em. Màu này lên chim là dập ly đỏ giùm em. Dập ly đỏ nha, và giá của nó là, ở đây bộ này bị lỗi dính cái gì ta, dính mực rồi các chị ơi. 60-70kg là vừa nha, chứ nào chốt bấm em nha, bộ này bị lỗi. 60-70kg vừa đỏ cho em, đỏ nha. Sọc gì Lan Nguyễn Thị đang mặc còn chứ Lan Nguyễn Thị có sọc đang mang. Dập đi đỏ chốt 170, dồn đơn hôm qua được không, nhân viên chưa gọi thì dồn được nha chị, còn nếu như gọi rồi là không dồn được nha chị ơi, chưa gọi thì dồn được. 180
Dập ly quần tắm tắt không chị? Dạ còn á, cái mã em mới thì là tắm tắt em mặc cho chị xem. Cái đỏ này hôm qua em mà em còn mấy bộ rồi. Em chốt tặng 170 nha, size là từ 60 tới 70 kg mặc đẹp nha. Bộ đen mặc chốt chị Lan Phương. Lan Phương có sọc nâu đang mang 180. Em đang mang là đỏ dập ly size to, 60 70 kg là vừa. Lên em là màu đỏ. Sọc chứ Nguyễn Ngọc Thảo hết rồi, chứ Nguyễn Ngọc Thảo hết sọc rồi. Em đang mang là đỏ size lớn dập ly chốt 170, size là từ 60 tới 70 kg là vừa. Mặc xanh đậu xem, xanh đậu hết rồi chứ Trần Thanh ơi. Hết trơn rồi. 60-70kg vừa em chốt 170 ngàn nha. Caro đỏ dập ly em mặc rộng lắm nha. Em mặc rất là rộng nên tại nó giãn này. Từ 60-70kg vừa em mang đỏ caro chốt 170 dập ly. Lên là caro đỏ 170 ngàn. Caro đỏ 170 giùm em nha. Em mà còn một cái màu nữa. Màu này lên cho em, màu này là màu loan. Màu loan nha 180. Loan 180 ngàn freestyle 55-65 là vừa. Em mặc là hơi rộng chút xíu. Lên em là loan 180 ngàn nha. 55 độ lên 65kg mặt đẹp. Chứ nào chốt bóng loan 180 giùm em. Loan 180 ngàn màu loan free size 55-65 vừa. Đẹp quá. 55-65 vừa nha các chị ơi, loan 180. Còn một cái bộ lửng dâu. Lửng dâu cái này là hàng châu xa. 210 ngàn em chốt 200. Lên em là dâu 200 ngàn size đó là từ 50 độ lên tới 65kg là vừa nha. Lửng dâu hàng châu xa có một bộ chốt tặng 200 ngàn. Lên em là dâu 200 free size 50 độ lên 65 mặt đẹp. Giá 200. Lên em dâu 200. Ok. Loan chứ Nguyễn Hiền 180 đẹp lắm. Loan 180 phơm đẹp, cái chuyện phơm đẹp. 55-65 vừa. Màu này lên cho em, màu này là màu dâu chứ hồ nam châm. Chứ hồ nam châm có dâu ok chị. Loan 55 chị chế thanh. Chế thanh của Loan 55 có luôn chị ạ. Rồi màu này lên em là màu chữ đen. Có một bộ em chúc tặng nha, 160. Vải mango và phơm nhỏ 58 độ về. Cho coi lại pyjama xăm đen hết trơn à chị yêu ơi. 50-58 đẹp cho em màu này. Lên cho em chữ đen chút tặng 160. Dâu 200. 160 ngàn cho em màu chữ đen. Chữ đen 160 ngàn. Dạ ok với Diễm Kiều. Ok chị, em như chị Diễm Kiều chụp. Để họ chụp vô nhóm kêu ngày mai khỏi gọi. Màu loan còn một bộ nha 180. Giống loan em còn một màu nữa. Chị ơi màu đẹp quá vậy. Màu này các chế lên cho em màu này là màu xanh. Màu xanh giùm em nè. Cái họa tiết này sang cực kỳ. Đơn hôm nay, tối nay dồn đơn cho mình nha. Dạ ok chị, ngày mai nhân viên gọi luôn một thẻ nha. Màu này lên giúp em màu này. Màu là màu xanh, rất là đẹp. Cái form giống form em mặc á, size là từ 50-65 là vừa. Free size 50-65 ok. Màu xanh đẹp quá trời, có hai bộ. Cái họa tiết này sang lắm luôn các chị. Xanh nha, hai xanh 180. Chế nào chốt xanh màu xanh 180 ngàn xanh. Xanh 180 ngàn màu xanh đi. Chế nào chốt xanh màu xanh 180. Xanh 180. Dập ly hoa. Bộ này 190 ngàn. Ok chị Nguyễn Kim Vàng. Dập ly xanh 180 ngàn, 190 em chốt 180, chốt 175 luôn. Size là từ 55-65 vừa. Lên em xanh dập ly. Xanh dập ly 175 ngàn, size to 55-65 vừa. Chứ Nguyễn Trâm có xanh, Nguyễn Trâm có số chưa? Ok, chứ Nguyễn Trâm có xanh. Màu này lên chứ mà là mã hoa xanh dập ly nha. Lên mã dập ly cũng được các chị. Mã dập ly ta size là từ 55-65, hàng siêu cấp như em. Em còn một bộ. Chốt giá 175 giá tặng. Hoa xanh dập ly. Hoa xanh dập ly 175 ngàn. Đây cái mã dài em còn một màu nữa. Màu này các chị lên cho em, màu này là màu chữ đỏ. Màu chữ đỏ giùm em 55-65 vừa. Màu đẹp quá trời các chị, màu sang đúng sang luôn mọi người. Từ 55-65 vừa cho em mang chữ đỏ chốt tặng nha bộ này. Chị đi đàn có dập ly sang. Ok, dập ly 175. Màu này lên em là màu đỏ, chữ đỏ giùm em giống em mới mặc cởi ra. Từ 55-65 là vừa, chữ đỏ chốt giá 180 đẹp lắm. Form là form su nha, 180 màu chữ đỏ. Chế nào chốt chữ đỏ bấm chữ đỏ 180 ngàn. Chữ đỏ 180 ngàn màu chữ đỏ giùm em. Chữ đỏ chốt 180. Bộ này lên em mã là mã da. Mã da cái này là hàng Quảng Châu nha các chị, 195 ngàn một bộ, tay to. Từ tầm khoảng 55 độ lên 65 vừa em mang chữ da. À, chị có dâu 200 không em? Dạ có. Dạ xanh vải mango với Diễm Kiều ơi. Thiết kế 50kg có luôn chị Văn Lê. Em đang mang màu này lên em màu da hàng Quảng Châu, size là từ 55-65 vừa. Em còn mấy bộ em chốt tặng 190 nha, 190 ngàn. Xanh dập ly cho chị Hằng Lê. Hằng Lê có xanh dập ly 170. Hằng Lê có da. Da em mang đẹp quá. Da dán 190 nha. Có chữ đỏ. Rồi em đang mang là da, size là từ 55, nó là dạng tay cánh tiên dễ thương lắm. Còn bộ da nó còn hết đấy. Da cho chị An Huỳnh này. Giống da em còn màu beo. 190 ngàn là giá tặng. Chứ Huỳnh Tân hết trơn da.
195, cái đó là 195 ngàn màu beo. Chế nào chốt beo bấm beo. Hello chế Ngân Quỳnh, giống em mang còn màu beo 195 ngàn, đẹp lắm luôn. Hết trơn da rồi các chị ơi. Rồi em đang mang là beo. Chế nào chốt bấm beo cho em. À 190, beo 190 ngàn, 5565 giống em đang mang. Đổi giùm em màu khác là màu beo. Có hai bộ beo nha, 190 em bao form cho mọi người nha. 190 beo giống em đang mang còn hai bộ. Beo em đang mang là beo giá 190, nó là phơm Quảng Châu á các chị. Phơm Quảng Châu mọi người mặc nó tan, nó khác hẳn, khác hẳn hoàn toàn là hàng Việt Nam nha. Phơm xôn này, áo quần nó sẽ nhẹ like cho mình chút xíu. Em đang là em mang là beo, em còn beo, em còn hai bộ beo. Chứ nào chốt bấm đỏ beo giùm em nha. Ok chị, em có đọc tên là có hàng nha chị Thanh Lê, có đọc tên là có hàng nha chị. Còn beo nha các chị ơi, còn beo. Chứ nào chốt bấm beo cho em 190. Beo 190 ngàn mà beo giùm em, phơm đẹp xuất sắc. Vải mát lắm, vải giặt là không có đổ lông nha, tay cánh tiên. Từ 5565 lên em beo chốt 190. Beo 190 ngàn một beo, 5565 mặc quần. Cái quần này chị Viền Lai Phan nhá. Màu beo 190 có hai bộ. Chế như nào chốt bấm beo 190 ngàn. Beo 190 ngàn một beo giùm em, beo 190. Mã tiếp theo. Màu này cái chế lên cho em, màu này là màu, màu này lên màu gì trời? Màu số 3 đây các chị, màu 3 cho em nha. Lên cho em là màu số 3, 5565 vừa 190 màu số 3. Form đẹp, tay cắm tiên, mặt cái này nhìn móc tay nó gọn. Em đang mang là màu số 3. Chế nào chốt 3 bỏng 3 190. 55 độ lên đến 65 kỹ mặt vừa. Beo 62 chị Phương Thanh. Phương Thanh có beo 62. Em đang mang là màu số 3, đẹp quá. Form sang. Từ 55 65 em có 3 bộ. Em mang là màu này màu số 3. Chị Quỳnh Phương có số 3. Đẹp quá trời. Cái tao nó dễ thương. 55 65 vừa cho em nha, màu số 3. Số 3. Chế nào chốt 3 bấm 3 giùm em nha. Màu số 3. Màu này lên em bi cam em tặng dọc ly 170 phơm to. Phơm này là từ 58 đến 68 là vừa. 58 đến 68 là vừa dọc ly cam. Chế nào chốt lên cho em bi cam nha. Bi cam từ khoảng 58 độ lên tới 68 là vừa cam. Chốt giá là 170 nha. Beo cho chị bé 7. Bé 7 có beo là hết beo. Mã số 3 giúp Phùng My. Đợi đùa tay cánh tiên ngày mai, ngày mốt là có nha. Lên trên xung hỏi chị. Chị Phùng My bấm số điện thoại giùm em nha chị ơi. Bấm xin số điện thoại nha. Em xin số điện thoại. Mã này lên em bi cam dập ly em chốt 170 con bự nhất này size to. Từ 58 đến 68. 58 đến 68 là vừa bi cam 170. Chế nào chốt bấm cam 170. Dập ly cam cho chị bé 7. Bé 7 có dập ly cam. Mã này lên chi mã nâu dập ly. Ờ đúng rồi. Nâu dập ly size lớn 58 68 là vừa lên sọc nâu. Chốt giá 185. Nâu 185 ngàn sọc nâu và size là từ 58 đến 68 là vừa. Dập ly cổ tròn hàng cao cấp quần dài. 58 đến 68 sọc nâu. Chốt giá 185. Sọc nâu 185 ngàn sọc nâu giùm em. Bộ này lên cho em màu này màu da 70kg chị Phạm Nguyên. Ok chị. Màu này sọc da em còn một bộ sọc da, giá là 215 ngàn một bộ nha. Mã số 3 dạ còn chị Lê Tị, bấm em xin số điện thoại là có đơn nha. Mã số 3 còn một bộ. Còn một bộ mã số 3 nha chị. Dập ly đó còn màu khác chị ơi. Dạ còn. Màu này lên chim màu da. Khi nào mua 5 bộ ok chị Nguyễn Linh. Phi size nha, 50 65 sọc da còn bộ 215 Latin. Lên em da 215 ngàn phi size. 50 độ lên 65 mặt đẹp da 215. Mã số 3 còn một bộ nha. Chế nào chốt 3 lên xin số điện thoại nha. Khách mới nhớ comment xin số điện thoại nha mọi người. Mã tiếp theo màu này lên chim màu này là màu cam. Cam số 1. À, size 50kg có màu khác chị Văn Lê. Size 50kg màu khác. Em mang là cam số 1. Size là từ 50 đến 63 đi nha. 50 đổ lên đến 63 vừa. Em mang là màu cam số 1. Chế nào chốt bấm cam số 1 giùm em. Free size 50-63 là vừa. Cam số 1 quần dài có 2 bộ. Cam số 1 chốt giá 170. Cam số 1 bọc 70 free size là từ 50 đổ lên đến 63 là vừa. Chế em nào chốt cam 1 bấm cam 1 giùm em. Cam số 1 giùm em. Mã lỡ bi đen lỡ còn bộ này các chị chốt tặng 160. Bi đen 160 ngàn size to 63-68 là vừa. Bi đen nguồn lửng nha. Cam số 1 chị An Huỳnh cam số 1 size to 63-68 vừa. Bi đen chốt 160 ngàn lên bi đen 160 phi size 63-68 mặt đẹp. Bộ thiết kế size số 1 này. Cái này mà chị nào mà nhỏ nhỏ con chút xíu tầm khoảng 53-58 đẹp. Bộ này em chốt tặng 250 nha. Bi đen chị Thanh Lê số 3 chứ Nguyễn Thị Úc. Số 3 là cái này. Chế Nguyễn Thị Úc có số 3. Màu này cao rau cam size to 53-58 đẹp hàng thiết kế. Em chốt tặng 250. Chị nào nhỏ con thì lấy nha. Bộ này mặt đẹp xuất sắc luôn. Bi đen 160. 53-58 là vừa. Em mang màu này caro cam chốt tặng 250. Em còn một bộ cam số 1.
Giá nào chốt cam 1 bỏng em 170 ngàn. Đó này các chị mua không bao giờ có giá này, em đảm bảo luôn, không bao giờ có giá này. Rồi mã này lên em là thể thao. Bộ này tra 200 ngàn chốt 195 nha. Thể thao xanh size là từ 55-65, mặt đẹp. Đó là dạng thể thao phơm vùng dài nha, phơm tung. Cái này cái chị vải nó giãn nhiều á mọi người, mặc nó mát nha. Hello chú Hoa Lê. Hello chị. Em đang mang là màu xanh từ 55-65 vừa cho em là xanh thể thao nha. 200 em chốt 195. 55-65 vừa em có xanh cỏ vàng. Có xanh cỏ vàng hai màu. Xanh xanh vàng và với lại xám. Em đang mang là thể thao xanh. Size là từ 55 đổ lên cái chữ đến 65 là vừa. Mang là xanh. Chốt giá là 195 ngàn một bộ nha. Chất giãn cực kỳ, quần là siêu giãn, mặc thoải mái nha. Từ 55-65 là vừa xanh. Cái nào chốt xanh mỏng xanh. Một xanh, một xanh, một xanh. Lên em xanh thể thao 195. Mã này lên em loan lưỡng 160 không to. Form này là từ 60 đổ lên nha. 60-66 kg là vừa. 60-66 là vừa. Em mang là màu này, màu loan lưỡng. Chốt giá 160 còn bộ. Loan lưỡng 160 ngàn. 60-66 mặt đẹp. 60 đổ lên 66 ok loan. Cái nào chốt loan cũng loan. Bộ dập ly bi đỏ size to. 55-65 là vừa bi đỏ. Chốt giá 170. Dập ly size lớn, size lớn 58-68 nha. 58-68 là vừa bi đỏ. Chế nào chốt bi đỏ cho em nha. Cho em xin bộ beo đó chị Liên. Chút mặt chị ừ. Em đang mang màu này lên em là bi đỏ dập ly quần dài. Size là từ 58-68 vừa em chốt 170 size to. Chị Thanh Lê có năng lượng 160. Bộ beo bi đen còn không em, giờ hết bi đen rồi chị Yêu ơi. Màu này lên chiêu là màu beo, chốt giá 185 hàng cao cấp size to. Từ 55-65 vừa, 55 đổ lên 65 vừa beo, chốt giá 185. Màu đẹp quá trời quá đó. Quần dài nha. 55-65 là vừa beo. 185 ngàn một bộ nha. Beo 185 vải mang vô. Cái nào chốt bấm beo 185 ngàn. Beo 185 beo dùm em. Lên bộ đồ ống tuôn. Ống tuôn áo bo hả? Dạ không khó. Hết trơn rồi. Ta tuôn có xanh. Chứ loan lưỡng chứ Nguyễn Kim Vàng hết loan rồi chứ ơi. Hết loan rồi chị ơi. Em còn một khác. Bộ lưới đen. Số 3 nha. Ok chị. Số 3 mình còn bộ đúng không? Ok chị. Màu này lên em màu lưới đen này. Lưới đen có một bộ free size 50-62 vừa lưới đen. Free size 50-62 lưới đen, chốt giá 210. Lưới đen 210 ngàn lưới đen nha. Free size 50-62 mặt đẹp. Chứ Nguyễn Thiên Vàng nó lan lượng hết rồi, mình chốt mã khác giùm em. Dập ly xanh đen lên caro xanh size to. 60-70 kg là vừa. 60-70 kg là vừa. Caro xanh chốt giá là 170 ngàn. Xanh 170 ngàn giùm em. 60-70 kg mặt đẹp. Xanh 170 dập ly có một bộ. Xanh 170 ngàn màu xanh. 60-70 kg mặt đẹp xanh 170. Xanh đang mặc bao nhiêu? 195. Còn rồi mã này lên em màu này là màu xanh biển nha. Màu biển đấy các chị, màu biển nha. Free size xanh chứ Nguyễn Thị Cẩm Tú dập đi xanh. Nguyễn Thị Cẩm Tú lấy dập đi xanh đúng không chị? Màu biển giùm em free size. Hàng này hàng châu xa 210 chốt 200 có 2 bộ nha. Dạ chứ có xanh nha. Màu này là màu biển. Free size 50-65 giá 200 hàng châu xa. Hàng này mặc hoài vải không bao giờ hư nha. Màu biển giùm em 200 ngàn. 200 ngàn em chốt 200. Chứ em nào chốt bóng biển 200 ngàn cho màu biển. Biển 200. Chị có một set đùi gửi cho chị chưa chị ơi? Nhân viên gọi chốt hàng chưa? Hàng gọi rồi là đi rồi. Chú xin hỏi ạ. Vậy là chất độ bên kia rồi. Ống rộng không có vô Lan Vũ rồi. Chế có xanh nữa chứ Nguyễn Thị Cẩm Tú rồi. Màu này lên đi màu vàng quần lửng 160. Size là từ 60-66 là vừa. 60 đổ lên 66 kiếm ăn ok cho em vàng lửng. Vàng lửng. Chốt giá 160 ngàn vàng lửng giùm em free size có một bộ à. 60-66 là vừa. Cái gì? 60-66 là vừa. Lưới đen xanh dập ly với phạm thẩm. Hết hả? Chế ơi hết xanh dập ly rồi. Hết xanh rồi chị ơi. Hết trơn xanh rồi. Lưới đen cho chị Trần Vinh, Trần Vinh. Màu này bi lưỡng chốt giá 180 này hàng Quảng Châu. 180 ngàn cho em bi, bi 180 ngàn free size nha. Từ 50-65 là vừa, hàng Quảng Châu. 180 chốt luôn, 175 giá tặng. 175 ngàn bi đen free size 50-65 vừa. Bi đen 175, đây mặc luôn bộ này cho các chị xem. Lưới đen hả? Ờ đúng rồi. Chị Vang Linh có gian lưỡng. Vàng lưỡng size lớn nha chứ Minh Minh này. Vàng lưỡng là size lớn nha. Bi đen nè mấy chị. Bi đen nguồn lưỡng em chốt giá 175 nha. 175 ngàn hàng Quảng Châu á. Chị Văn Phong cho em xin số điện thoại chị. Size là từ 50-65. Với điện dồn đơn ok chứ yêu nha. Chị lấy dâu lấy biển 200 em nhé. Ok luôn chị.
Ok chị, màu này lên em màu xanh bi xanh, em còn bộ này chứ Lan Phong có bi xanh. Dạ size lớn nha, 60-66 chứ mình chứ dù không 60-66. Bộ lưỡi vàng chốt giá 220 luôn. Bộ beo là ống tương á chị Lan Vũ ơi, 62 đổ lại vừa, 50 đổ lên, 50-62 lưỡi vàng chốt giá 210, 170. Lưới vàng giùm em 210.000 free size, 50 đổ lên 62 là vừa. Lưới vàng chốt giá 210.000 còn bộ. Lưới vàng 210.000 lưới vàng nha. Giá nào chốt cũng vàng 210.000 lưới vàng. Ok chị. Ok chị Nguyễn Linh. Mình lấy bộ bi á. À, không. Ờ bộ ok chị. Bộ vàng lửng á. Đúng rồi, bộ lấy rồi. Bộ này lên em là đen free size 50-60kg là vừa. Cho em màu này là màu đen dài, chốt giá là 210.000 hàng thiết kế nha. Áo là áo thun burip, quần là quần mango nha. Ngoài xong có bao chung cho mình. Free size từ 50-60kg là vừa nha. 50-60 ok cho em màu này. Màu chữ đen chốt giá là 210.000 hàng siêu đẹp. Chữ đen 210.000. Chữ đen, bi xanh ống tuôn hả chị? Dạ, bi xanh hả chị? Bi xanh nào bao nhiêu tiền hả chị Lan Vũ? Bi xanh bao nhiêu tiền hả chị ơi? Em có một bộ bi vàng, bi hồng này em tặng này. Dưỡng vàng chị Kiều Tiên. Lưới vàng á, lưới vàng hay lưỡng vàng? Lưới vàng á. Cho em xin số hội chị Kiều Lê ơi. Chị Lan Vũ cho em xin số hội. Khách mới cho em xin số hội nha mấy chị. Bi size nha, 50-60kg vừa em mang bi hồng em tặng 165. Ngoài sao có bôi chung cho mình. Lên cho là bi hồng 165.000 free size. 50-60 ok bi hồng 165. Bi hồng 165.000 bi hồng free size nha, 50-60kg là vừa. Còn bộ lửng hai mã lửng này còn mỗi màu có một bộ em tặng luôn. Dạ em ở Cà Mau chị ơi. Màu này lên em caro đen size 60-66 là vừa. Caro đen quần lửng có một bộ tặng 160. Size to nha, 60-66 mặc đĩa hương lắm. Rất là dạng tuần đó mọi người, mặc cái này là vải mát cực kỳ. Size là từ 60 đổ lên đến 66 cho em màu caro nha. Free size nha, 60-66 là vừa. 60-66 vừa em đang mang caro, dạ không phải với shop em. 60-66 caro chốt 160 caro. Quần lửng nha. Quần lửng 160.000 caro free size 60-66 mặt đẹp. Lên em caro 160. Màu này lên chia màu này, caro chị Minh Minh. Màu này lên em là màu lập thể. Lập thể 60-66 vừa. Dạ em ở phường 1 chị ơi. Lập thể 60-66 vừa lập thể còn bộ chốt 160 lập thể. Anh lấy cho em cái cặp màu xanh nước biển. Caro hết rồi chị Hương Hương ơi. Hết caro rồi chị. Em còn màu lập thể. Đúng rồi. Bộ hoa đỏ em tặng nha. Bộ này 175 em tặng 150. Em có một bộ à. Lên em hoa đỏ 150.000. Phơm rất là phơm to. Phơm 65-70. Chị Nguyễn Kim Vàng có lập thể. Ok. 65 đổ lên tới 70kg là vừa. Em mang màu này. Lên em hoa đỏ em chốt tặng 150.000. Áo là áo von, quần là quần mango. Bộ này là siêu sang luôn nha. Chị yêu nào chốt bấm giùm em. Chị yêu nào chốt thì bấm giùm em nha. Thâu lửng còn 2 bộ. Hoa đỏ cho chị Tân Huỳnh lên số điện thoại giùm em, lập thể em hết rồi chứ Nguyễn Thùy ơi. Hết lập thể rồi chị yêu em. Rồi màu nâu quần lửng chốt giá luôn 165.000 free size. Tân Huỳnh có 2 bộ. 50 độ lên 65 vừa em mang là nâu quần lửng chốt giá 160 nha. Đó là quần lửng mango, vải này siêu mát, form này là hàng Quảng Châu. Phi size là từ 50 đổ lên đến 65kg là vừa em mang. Màu này là màu nâu lửng chốt giá là 160. Lên em là nâu 160.000 nâu lửng phi size nha, 50-62 vừa. À 50-65 là vừa nâu luôn, cái 50-65 là vừa nâu lửng. Màu này là màu sọc da phi size. 50 đổ lên 63kg là vừa sọc da, chốt giá là 210. Dạ đúng rồi, tới mở Cà Mau. Phi size nha, 50-62-63 sọc da chốt giá 210. Bộ này mới sáng bán sáng đẹp lắm. Áo này đặc biệt mọi người làm cáo lẻ phối quần khác nhau ok nha. Hoa đỏ hết rồi chứ Phạm Uyên ơi. Phi size nha, 50 đổ lên 63 là vừa. Em mang sọc da chốt giá 210.000. Chế nào chốt lên da 210.000, màu da 210.000. Em mang là nâu lửng 160, free size 50-65 là vừa, nâu lửng 160.000. Chế nào chốt nâu lửng 160 cho em free size nha. 50 đổ lên 65 đẹp, nâu lửng 160. Latin đùi phối ren. Dạ ok chị, ngày mai nhân viên gọi chốt. Bộ xanh đùi này 200 chốt giá 180. Tay to, tay số 1 nha, 64 đổ lại vừa. 50 độ lên đến 64. Chứ Thiên ở đâu?
50-64 vừa em mang là xanh đen, đùi nó là dạng Latin nha. Màu xanh đen này dễ mang, cái quần đùi nó không có ngắn lắm với chị. Cái này mọi người mặc vòng vòng ở nhà hay vải mát cực kỳ. Phi size là từ 50-64, em mang là xanh đen này, cái quần nó viền đen cho mình. Màu đen chốt giá 180. Em chốt 180 ngàn màu xanh đen. Tay khóa ren, quần khóa ren cho mình nó là dạng pyjama, quần đùi nha. Nhưng mà cái quần này mọi người không có ngắn lắm nha, mà không sợ hở. Phi size là từ 50-64, em mang là xanh đen. Em có xanh đen, có hồng, có cam, có xám, em có bốn màu. Giá là 180 ngàn. Latin nha các chị. À cái này có size đó, bây giờ có size lớn luôn nha. Có size lớn này lên cân nặng giùm em nha. Lên cân nặng giùm em xanh đen giá là 180. Latin là từ 50-70kg là có size. 50-70kg có size nha, lên xanh đen giùm em nha, 180. Xanh đen 180. Hàng trong xa. Trong xa. Hàng cao cấp giá là 240. Em chốt luôn mọi người, giá là 230 và size là từ 50-65 là vừa. Phi size nha các chị, 50 đổ lên đến 65kg mà ok. Em đang mang màu lên trên là màu biển dài, giá là 230.000 nha. Dạ, chắc tùy theo chuyến hàng để ngày mai nhân viên kiểm tra xăm hàng của mình tí đất Âu nha chị nha. Để ngày mai bạn kiểm tra. Em đang mang là xanh biển, chốt giá là 230 nha. Size là từ 50-65 là vừa, nó là hàng châu xa. 240 chốt 230 cho mọi người tay ngắn. Em mang là biển, chắc là chốt biển mỏng biển cho em, giá là 230.000. Biển 230. Còn một bộ quần lửng. Màu này lên cho em là màu trắng lửng. Trắng lửng giá 170.000, cái này là hàng Quảng Châu nha. Size cũng là từ 55-65 là vừa, trắng lửng giá tặng 170.000, trắng lửng 170. Phi size, em đang mang là xanh biển, chốt giá là 230.000 xanh biển, có hai màu là xanh biển với xanh đậu. Xanh biển xanh đậu hai màu này. Chế nào chốt xanh đậu bấm xanh đậu cho em. Tầm khoảng là từ 50 đổ lên đến 65kg là vừa nha. 50 đổ lên 65 ok. Xanh biển xanh đậu hai màu giá 230. Dạ chiếc trần thanh cỏ nâu. Vậy chứ có nâu như chứ nhồng thanh đây. Xanh biển xanh đậu hai màu giá là 230.000 một bộ. Chế nào chốt bóng giùm em. Latin tay dài quần dài em còn một màu này. Màu này dễ thương. Latin cái hàng này thì visa nó có một size một duy nhất à. Size này là từ 50 đổ lên tới 65 là vừa, em mang là màu hồng số 1. Màu hồng số 1 thì em giá là 215. 225 chốt 215.000 hồng số 1 của em. Phi size nha các chị ơi, từ 50-65 là mặc đẹp. 50kg là mặc giống em. 50-65 là vừa giùm em nha. Lên cho em màu này là màu hồng số 1 giùm em. Ok chị, chút xíu mặc lại. Em đang mang là hồng số 1 này. Latin loại 1 và hàng là phi size là từ 50-65 là vừa em mang. Hồng số 1, chứ nào chốt hồng 1 mắm em. Giá là 215. 215.000 hồng số 1, chứ nào chốt hồng 1 mắm hồng 1 giùm em. 215 nha các chị ơi, 215 hồng số 1. Xếp vét quần đùi. Vét quần đùi size là từ 50-60kg là vừa nha. Vét đùi em còn hai bộ, trước giá là 210. Dạ bò sữa hết rồi, chị Minh Ngân Nguyễn hay bò sữa em hết. Xếp vét đùi size là từ 50 đổ lên đến 60kg là vừa. Vét đùi chốt giá là 210.000 hàng thiết kế nha. Hàng thiết kế quần đùi size số 1, 60 đổ lại mặt đẹp. Chờ neo hết rồi chứ yêu ơi, không còn bộ nào hết trơn. Các đẹp nhưng mà hết rồi, giờ em về thêm cho. 50-60kg vừa em mang. Màu này lên chia màu này màu đen đùi. Chốt giá là 210.000 hàng thiết kế nha. Còn hai bộ tay ngắn quần đùi. 210.000 đen đùi, chắc là chốt đen đùi bấm em. 210.000 nha các chị. Em mang là hồng số 1 giá là 215 Latin freestyle. 225 chốt 215.000. Lên em hồng số 1 215.000. Hồng 1 215 giùm em. Mặc luôn cái té này đó chị. Size là từ 50-60kg là vừa cho em màu đen. Lên em là đen đùi giá là 210.000 freestyle nha. 50kg-60kg là mặc đẹp. Đen đùi chị Nobita. Chế Lam Thùy bấm số. Chế Lam Thùy lên số điện thoại giùm em đi. Còn 2 set. Đẹp lắm, 210.000 một bộ nha. Đen đùi chắc là chốt đen đùi bấm em. Chị làm thời gian xin số điện thoại nha chị. Màu vàng quần lửng còn bộ này, lên em là vàng lửng, cái màu này đẹp quá trời. 60-66 là vừa. 60 đổ lên đến 66 vừa cho em vàng quần lửng nha. Bộ này mặc lên nhìn da trắng đó chị. 60-66 vàng lửng chốt giá mọi người, bộ này 160 nha. Chế Lan Thùy, chế Phương Nguyễn em giữ phòng nha. Em giữ phòng đen đùi, ngày mai có em gọi nha. Ngày mai có hàng em gọi. Hả, dự phòng cái chị sao á, chị Phụng Nguyễn á, dự phòng chị Lan Thùy. Dập ly em còn một bộ, dập ly cổ tròn. Đồ đẹp quá, nhìn bộ nào cũng muốn mua hả chế. Bộ có hình trái tim trước ngực hả chế, là mã nào ta giả hết rồi. Em còn không nhớ, em không biết mã nào luôn. Phi size nha, màu beo dập ly em chốt 170. Size là từ 50-63, còn hai bộ à. Dập ly cổ tròn, form là form 8 tấc.
Phi size đó từ là 50 đổ lên đến 63 là vừa. 50 đổ lên 63 vừa em mang là bê quần lửng nha, dập ly quần lửng vải mango. Vàng lửng chị Trần Vinh. Chứ Trần Vinh có vàng lửng 160. Em mang là beo dập ly chứ 170 bộ này mặc dễ thương lắm trời. 170 ngàn. Size là từ 50 đến 63 nha. 50 đổ lên 63 là vừa. Em mang là beo lên beo lửng giúp em là được. Beo lửng 170 ngàn beo. Dập ly nha, bộ này mặc đã cực kỳ luôn nha. Form đẹp lắm, mặc nó gọn người các chỗ nó không bị mặc. Em đang mang là màu beo nha. Chế nào chốt beo bấm beo em 170. Em còn một màu nữa. Màu beo với màu này là màu bi. Bi với lại beo hai màu 170. Ở ngoài trước ngực đó mọi người đính một cái hàng chuỗi cho mọi người. Cái form nó đơn giản mà dễ mang. Màu beo và màu bi hai màu. Phi size từ 50 đến 63 là vừa nha. Chị Dương Bích Chi, chị lấy mẫu nào chị? Dập beo á. Beo với là bi hai màu cho em phi size nhá. 50-63 là đẹp. Nó có một cái dây cột nơ ngoài trước cho mình, cái bộ này mặc dễ thương cực kỳ, tay bôi nhẹ chút xíu. Beo bi hai màu giá 170 nhá. Beo bi hai màu giá 170 ngàn em. Cái này hôm qua em bán 180. Beo 63 vừa với dòng 63 đổ lại là đẹp nha chị. 63 đó là ok, beo bi hai màu. Chế nào chốt beo bấm beo, chốt beo bấm beo có hai màu và còn một màu là caro. Em chốt 170 nha. Hôm qua bán 180. Còn mấy bộ à? Chị Dương Bích Chi lắm, số điện thoại có số chưa? Ok, chị Dương Bích Chi có bi. Bi beo và caro dưới 63 là mặt đẹp, da giá là 170 ngàn. Beo bi hai màu 170. Chế nào chốt bấm em đẹp lắm mọi người. Form xuất sắc luôn, mặt nó gọn, nó không có bị mập. Với lại mặt vô nhìn nó kiểu nó đơn giản, nó dễ mang, nó không có cầu kỳ quá. Caro dùm em, phi size 50-63 caro nha. Cái nào chốt caro bấm caro nha. Chị Trần Thanh có beo. Ok chị. Còn hai bộ đùi. Em còn hai bộ đùi nâu. Bộ này giá 150 ngàn. Chiếc bạch tuyết có bi. Bi bạch tuyết. Màu này lên em là nâu rồi, em còn hai bộ. Em tặng bộ này giá là 150 ngàn. Và size của nó là từ 50-63. Còn bi không? Chiếc đổ Ngọc Kiều có bi hết hả? Hết pi rồi chứ, đổ Ngọc Kiều đổ qua beo giùm em. Màu này lên em màu loan. Loan đùa giá 150, pi size. Nó là mango dập ngoài trước cho mình. Size từ 50 đến 62-63. Bộ này mặc dễ thương lắm. Màu này lên em là màu loan đùa nha. Loan đùa chốt 150. Ôi bộ quá. Loan đùa 150 ngàn. Chứ đổ Ngọc Kiều hết pi đổi màu khác giùm em. Em còn một màu này là màu hổ cẩm. Em còn một bộ hộ cẩm này, chế đầu chốt hộ cẩm bấm em 63 đổ lại 170 ngàn. Em bao mặt mọi người vải rất là đẹp. 170 nha. 170 ngàn em đang mang là một hộ cẩm còn bộ 170. Chế đầu chốt hộ cẩm bấm hộ cẩm giùm em 170 ngàn. Hộ cẩm 170 ngàn hộ cẩm giùm em. Chị Ngọc Thân Ngọc có lan đùi. Lan đùi ok chị. Lan đùi chị Duy Nguyễn. Duy Nguyễn có lan đùi, là hết lan nha. Là hết lan đùi. Gấu có size to không bạn hay chứ con gấu nào vậy ta? Gấu nào size to? Gấu nào chứ Trần Hồng Nghi ơi. Màu này lên em là đỏ lửng này, em chốt 160 size to 63-68 là vừa. Bộ này mặc dễ thương á. Form sát rất dễ mang dễ mặc các chị. 63-68 là vừa. Chị nhận đồ rồi đẹp, cảm ơn chế Nghĩa Nguyễn. Chế Bạch Tuyết happy rồi chị ơi. Em còn loan á chị, em còn hổ cẩm á, em còn hổ cẩm. Bây giờ hả? Có rồi hả? Ok chị có. Hổ cẩm chế Nguyễn Thị Thu Nga. Bộ anh thải ra xíu. Em đang mang là bi đỏ, chế Trần Vinh hết hổ cẩm. Em đang mang màu này là màu bi đỏ giùm em. Quần là quần ngố nha. Bi đỏ size lớn 63-68 là vừa đang mang. 160 ngàn đỏ. Đỏ 160 giùm em. 63-68 mặt đẹp. 63 đổ lên 68 ok đỏ. Chế nào chốt đỏ bỗng đỏ giùm em. Bi đỏ nha, chốt giá 160. Đồ lẻ chứ đồ lẻ là áo lẻ quần lẻ. Ngày mai nha, ngày mai đi. Nay em lên đồ bộ về là đồ lẻ. Đồ lẻ áo lẻ quần lẻ thì ngày mai em lên nha. Bộ nâu size lớn này, nâu này chỉ có size lớn là từ 66 đổ lên tới 72kg là vừa. Beo dập ly cho chị Đỗ Ngọc Kiều. Đỗ Ngọc Kiều beo dập ly, còn bộ beo đúng không? 66 đổ lên tới 72, cái bộ này mặc rộng dữ lắm. Chị có lan đùi không em? Chị Duy Nguyễn, dạ có đọc tên là cỏ hàng đó chị. Có đọc tên là cỏ hàng nha. Cỏ đúng không? Em đang mang màu này là màu nâu size lớn, em mặc nó rộng lắm luôn. 66 tới 72 cái quần nó viền đẹp lắm đó chị. Cái nào mọi người cao chị cao mặc ok. Chị Hoàng Thị Nguyễn Trang xin xung hỏi nha chị. Em đang mang bi đỏ mango nha chị. Dạ vải mango, nâu size lớn 66 tới 72 mặc rộng. Lên chị em mãi là nâu lớn giùm em, nâu lớn 66 tới 72 cái tay mọi người. Sang lắm luôn mà em mặc rộng quá. Cái này nó chỉ có size lớn thôi, nâu lửng, à nâu dài nha. Nâu dài là giá là 205.000 một bộ. Nâu dài 205. Bi nhiều quá. Hả? Bi 160. Lên cho em nâu lớn nha, chứ Nguyễn Trâm mới nâu size to 66 đổ lên giùm em, size nhỏ mà không vừa nha. 66 tới 72 nha.
6672 vừa nâu lớn, chốt giá là 205. Nâu lớn 205.000, nâu lớn free size 50-62 là vừa. Nâu lớn 205, cái nào chốt nâu lớn bấm em. À, chứ quần này dễ mới bị đỏ đúng không? Ừ. Chứ Loan Phong chưa có số, chứ Nguyễn Trâm chưa có số luôn đúng không? Hai chị khách mới bấm số điện thoại em. Màu này lên trên là màu bi xanh. Bi xanh size là từ 50-62 vừa, thiết kế mango form nhỏ. 50-62 bi xanh chốt 108. Ngoài ra nó có bo chung cho mình. Lên đây là bi xanh 180.000 free size nha, 50-62 nha. Chứ Nguyễn Trâm lên em xin số điện thoại. Có rồi hả? Ok chị có. Em đang mang màu này là màu bi xanh, 180.000 hàng thiết kế, size cũng là từ 50-62. 50-62 vừa bi xanh, ngoài sau có bao chung, bộ này mặc gọn người lắm, 180. Bi xanh 180.000. Nâu lớn chị Nguyễn Trâm. Nguyễn Trâm có nâu lớn. 205. Hai bộ ạ. Còn. Còn, nhưng mà không lấy được, có để đó tí thì soạn nha. Không lấy ra được. Chị Phạm Nguyên cho em xin số điện thoại nha chị. Chị Phạm Nguyên bấm em xin số nha. Dập ly đen, size to từ 55-65 vừa, 55 độ lên 65 vừa đen dập ly chốt tặng 108. Chế nào chốt đen bóng đen 180.000 cho em 55-65 mặt đẹp. 55-65 ok đen 180.000, chế nào chốt đen 180. Chị Nguyễn Cương có ghi xanh nha chị. Đen 180.000 màu đen, chế nào chốt đen bóng đen 108. Còn mấy bộ bao này các chị? À đúng rồi, Latin. Còn hai bộ Latin màu trắng, màu đẹp xuất sắc, sáng bán còn màng nhiễu hoa. Bi xanh giá là 180. Chế thoát ra bấm vô lại chị Hương Nguyễn. Thoát ra bấm lại nha. Màu này lên chia màu này là màu trắng dài, giá 25.000 Latin loại 1. Sáng bán con hai bộ màu đẹp lắm luôn. Cái màu nó nhẹ các chị ơi, nó nhẹ nha. Bi xa là từ 50-65. Em mang là trắng dài, chốt giá là 25. Đen 180 chị Duyên Bùi. Duyên Bùi dập đi đen 180. Bi xa nha, 50 độ lên 65 vừa, 50 độ lên 65 vừa. Em đang mang trắng dài chốt tặng bộ này, giá là 215 Latin. 215 trắng dài, còn hai bộ Latin loại 1 bao vải cho mọi người luôn. Đen dập ly chị My Dung. Ai đen nó sẽ nó còn. My Dung có dập ly đen 108. Bộ beo còn vài bộ beo. My Dung có dập ly đen nha chị. Tại khách mới không biết đó chứ bạn vi phạm, những khách mới chưa biết cách chốt á. Chế ở bên đường gọi vợ lấy trắng gì vậy? Chị ơi lên số điện thoại giùm em nha. Chị Phạm Yên có số. Phi size em mang là beo size nhỏ 50-62 vừa. 50-60kg đi nha. 50-60kg là vừa, em mang beo giá là 210.000. Beo 210.000 lên beo giùm em vải mango, phun bù lít vải mango cho mình. Size là từ 50 đổ lên đến 60kg là vừa. 50-60 ok beo. À, dập ly 69kg không vừa đâu chị ơi. 69 không vừa, em chốt lấy 65 thôi. Em mang là beo và size là từ 50 đến là 60 kg là vừa ha. 50-60 kg ok beo. Beo giá là 210, đẹp á. 60 đổ lại 50 đổ lên là vừa. Nha, 50-60 kg là vừa beo, chứ nào chốt beo bên thường có dạy có trắng. Trắng là 215. Em mang là beo giá là 210.000 một bộ. Lên em là beo 210. Chị Duy Nguyễn có beo. Rồi, beo nhỏ nha, to nhỏ. 50-60 kg mặt đẹp beo. Chị Bảo Ngọc có beo. Rồi, là hết beo. Hết beo còn bộ da. Đồ bộ rớt vai em chưa có hàng. Chị ơi chắc ngày mai ngày mốt mới về. Em đặt nhưng mà chưa tới. Màu này lên em là sọc da. Sọc da chốt đến 62. Chị may trắng hết beo rồi. Free size nha, 50-62 vừa. Sọc da giá 210.000. Nó khác chút xíu là cái form nó to hơn cái form em đang mặc chút xíu. Đến 62 là vừa. Sọc da 62 đó là đẹp, sọc da chốt 210, hàng này siêu đẹp, form y chang luôn, form y chang nha mọi người nha. Mỗi cái là size lớn hơn chút xíu. Sọc da giá 210.000. Chế nào chốt bóng da 210.000. Da 210.000 màu da. Bộ nâu quần lửng rồi sau có nút. À chị ơi chị comment sau cùng á, chị may trắng ơi. Comment sau cùng á. Em đang mang là hoa này, hoa nâu giá 160 nha. Hoa nâu 160 size to từ 57 đổ lên tới là 64kg là mặt đẹp. Quần là quần chỉnh tắc. Em đang mang màu này là màu hoa, để em coi lại. Trên máy em thấy chứ là comment sau cùng này. À chứ mày trắng có beo. À đúng rồi, chứ mày trắng có beo. Chứ có beo đầu tiên á. Hồi nãy đọc tên rồi mà chứ comment em tưởng là comment sau. Dạ đúng rồi, hai bên khác. Em đang mang màu này lên, chứ màu này màu hoa. Quần dài luôn nha, giá là 165. Và size của nó là từ 55 đổ lên, 57 đổ lên đến 63, 64. Ngoài sao có nút cho mình nha. Chị đi trắng có beo nha chị. 55 đến 64 là vừa em đang mang. Màu này lên là hoa nha, màu hoa giùm em này.
chốt giá mọi người, giá là 185 bộ, không đẹp không lấy tiền, form đẹp xuất sắc nha, form mình mặc thoải mái lắm các chị, từ 55, 57 cho tới là 64kg là vừa em mang. Mà sao có nút cho mình, lên em Hoa, lên cho em là Hoa, giảm 165.000 Hoa. Hoa 165.000 đi, cái nào chốt ta vẫn 265. Màu hoa chốt 165.000 màu hoa. Bộ gấu hồng tặng 195.000 Latin. Cổ tròn phi size là từ 50 đến 65 là vừa. 50 độ lên 65 là vừa, em mang gấu hồng. Chế nào chốt gấu hồng bấm 195. Gấu hồng Latin 195.000 gấu hồng. Thì Thu Nga có hoa. Chỉ có tối luôn. Ok. Hoa nào mà đang mặc. Hello chị Diễm Kiều. Hello chế, 165. Em đang mang là vàng đùi, em có một bộ size to 50 đến 68. Vàng đùi chốt 160 giá tặng, phi size nha. Chưa nhận được hàng á chị, ngày mai đến nhân viên gọi lại cho chế nha, để nó kiểm tra. Phi size nha, 50 đổ lên đến 68 vừa em mang, màu vàng. Vàng đùi chốt giá 160. Em mang là hoa size lớn đến 64, từ 55 đến 64 là mặt đẹp. 55 đổ lên 64 là ok dùm em nha, chế nào chốt bấm em. Còn bộ bi vải mango, em còn một bộ bi size lớn Latin dây đùa, ngày mai đi chứ Nguyễn Kim Anh ơi, ngày mai nhá. Hello chứ Nguyễn Kim Anh. Rồi bi nha, 185.000 một bộ size to, lên em bi đen size to từ 55-65 là vừa. Bi đen size to 55-65 ok, bi đen chứ nào chốt đen bấm đen cho em, 185.000 nha. Mango tay lỡ quần dài lên bi đen 185, chế nào chốt bấm bi 185.000 bi đen size 55-65 mặt đẹp, 55 độ lên 65 ok, đi đen 185.000. Bộ loan, bộ loan tay dài quần dài vải mango size nhỏ, phi size, size là từ 50 đến 62 là vừa, lên loan tặng 160 nha. Dạ chắc là tùy chuyến hàng giao á chị Diễm Kiều. Chị Thanh Thúy Nguyễn có bi đen 50 tới 58 là vừa, em mang loan này chốt giá 160.000, loan tay dài quần dài vải mango phi size 50-58 đẹp loan, chế nào chốt loan cũng loan tặng 160. Loan 160 màu loan 50-58 đẹp, 50 đổ lên 58 ok. Còn bộ gấu hồng nhạc này chốt 195, lên em hồng nhạc 195.000, size là từ 50 đến 65 là vừa. 50 độ lên 65 là vừa em mang, lên cho em là hồng nhạc chốt 195.000 hồng nhạc. Hồng nhạc 195 nha, free size 50-65 mặt đẹp. Có một bộ rồi các chị ơi, lên em gấu hồng nhạc. Ngoài sau cái tàu nó dài rồi chút xíu, từ 50 đến 65 nha, 50kg mặc giống em. 50 đến 65 vừa em mang là hồng nhạc. Giá nào chốt hồng nhạc bấm hồng nhạc, em giá là 195. Bộ đi chùa xanh ngọc size L, size nhỏ 59 đổ về mặt đẹp cho em, đi chùa xanh. Đi chùa xanh 59 đổ lại ok cho em màu này. Đi chùa xanh chốt giá 200, con bộ vải Latin nha. Đi chùa xanh 200, 59 đổ lại mặt đẹp. Chế nào chốt ta mẫu xanh đi chùa giá 200.000 một bộ. Đi chùa xanh 200. Latin còn một màu là màu xanh. À, ok chị yêu. Thanh Thế Nguyên xả bi, chị tưởng tay dài, ok chị. Thanh Thế Nguyên xả bi Latin xanh tay dài freestyle 50 độ lên. Bi 60 chị Nobita. Nobita lấy gì ta? Bi gì hả? Bi chùa hả? Chứ lấy gì vậy chứ? Chứ Nobita lấy đi gì, đi chùa quá. Em đang mang là màu xanh dài này, giá là 215.000 một bộ, size là từ 50-65 là vừa. 50 độ lên 65 vừa, em mang là màu xanh dài 215 Latin nha, free size 65 độ lại mặt đẹp giùm em. Chế nào chốt bấm xanh dài 215, free size 50-65 mặt vừa. Xanh xanh 215.000, xanh dài có 3 bộ, có 2 màu là xanh với hồng. Có 2 màu là xanh với hồng, giá 215. Màu này lên cho em là màu hồng, em mang là xanh và màu hồng, 2 màu 215 Latin. Ở nhà là em toàn mặc vải này thôi các chị, vải nó mát, đặc biệt là mình giặt mới giặt nó không có bị nhăn vải nha. Free size 50-65 em mang là hồng với xanh 2 màu, hồng và xanh 2 màu 50-65 là vừa. Màu hồng màu xanh, 2 màu đẹp nó nhẹ dễ mang. Hồng xanh 2 màu giá là 215. 215.000 hồng hồng và xanh 2 màu. Quần có túi cho mình, cái này tầm khoảng 1m62 đó là vừa nha, 1m65 là mặt hơi ngắn chút xíu. 1m62 đó là mặt đẹp, hồng xanh 2 màu. Chế nào chốt tao mỏng hồng, chốt tao mỏng xanh kia. Hồng hồng xanh xanh 215 có hồng. Hồng và xanh, cái màu xanh này dễ mang mà các chị. Cái màu nó không có sáng. Hồng xanh 215 free style 50-65 mặt vừa. 50-65 vừa hồng xanh 2 màu. Cho bộ hồng. Hồng và xanh 215. Chị Mỹ Duyên có xanh. Chị Hồng Châu có xanh. Không, em đang mặc cái size to không?
Chị ơi không có một size màu mà chị ơi, có size màu đến 65kg à. Chế Trang Nguyễn có hồng. Em cho em xin số điện thoại chị ơi. Hoa nâu size lớn. Size nhỏ chị, size nhỏ là khoảng bao nhiêu ký? Xanh chị Quỳnh Ton. Quỳnh Ton có xanh. Xanh hồng hai màu. Ta dài 70kg hả chị? Ta dài 70kg chắc này không có. Em đang mang nha, màu này là màu à. Màu này lên kia là màu nâu dài. Chị nhận đồ rồi nha em. Dạ ok biết anh Nguyễn. Em đang mang màu này là màu nâu dài. 185.000, 180 luôn, 180 và size là từ 50-65 vừa. 50-65 vừa nâu dài, 180 có 2 bộ. Chán nào chốt bấm nâu 180.000 nâu dài phi size nhá. 50 đổ lên đến 65 là vừa. Em đang mang bộ caro đỏ này, size nhỏ này. Chị Hình Tôn mai mấy bạn gọi cho chị rồi xả vậy ơi. 230 là mã gì? 48kg á chị Khánh Huy, 48 cõi mà ít á chị. Cõi mà nó hiếm lắm. Màu này lên em là cao rồi em tặng nha, hàng này Quảng Châu, form là form nhỏ. Dạ chứ Văn Nguyễn ơi, nhắn tin vô bên tin nhắn bên mai shop giùm em, có nhân viên chép tin nhắn cho mình nha. Màu này lên chia, màu này là màu cao đỏ hàng Quảng Châu, size nhỏ là từ 50 đến 60kg là vừa. 50-60 ok. Cao rõ chốt tặng 160.000, hàng Quảng Châu. Chốt 155 luôn, quần dạ uồn là quần đùi nha. Nhưng mà cái form nó không có bị ngắn lắm, cái đáy nó cao quá chị. Là từ 50 đổ lên đến 60kg vừa em mang. Đỏ 155.000 nha. Đỏ 155. Size là từ 50-60kg mặt đẹp. Em đang mang là màu nâu dài chốt giá 180. Nâu dài 180.000 free size 50-65 là vừa. Nâu dài 180. Dạ ok chị, chút xíu nhân viên trả lời cho mình. Nâu dài 180, cái nào chốt nâu ổng nâu 180.000. Nâu dài 180.000. Thể thao cam em còn một bộ tay bo size to, từ 58-65 là vừa. Thể thao cam này, chiếc nào chốt cam ẩm cam cho em. 58-65 mang đẹp thể thao cam, chốt giá là 195. Cái quần nó có viền chữ cho mình thế này, từ 58 như thế này, 58-65 quần bo áo bo, giá là 195.000. 195.000 thể thao cam, chiếc nào chốt cam ẩm cam 195. Còn bộ nâu lửng. Nâu lửng 160 còn một bộ, size to 50-65 nâu 160.000 nâu lửng. Nâu lửng 160.000 free size, 50 đổ lên 65 mặt đẹp. 50-65 là vừa nâu lửng 160 nha. Phơm qua đầu gối, hồi nãy em còn bọt một bộ này. Free size nha, 50-65 nâu lửng 160. Đúng rồi. Chị Hương. Lấy chị xuống mấy chậu đó lên. Nhiều người đại đi chị Hương. Ờ lấy đại. Lấy đại. Còn hai bộ dập ly beo. Dập ly beo 180.000 em chốt 175.000 beo cổ tim nha. Lên là beo 175 free size. Từ 50 đổ lên đến 63 là vừa beo dập ly 170 chốt tặng nha. Beo 170.000 free size nha. Gửi qua cho chị là sao chứ Lan Nguyễn. Em đang mang là free size 50-62 vừa beo dập ly nha. Siêu đẹp luôn. Thể thao chứ Bảo Châu, thể thao có vậy Bảo Châu mà size chế Bảo Châu chắc không có á. Size chế là chắc không có. Em đang mang là free size 50-60kg, 50 đến là 63kg là vừa beo dập ly chốt 170 con bộ. Beo 170.000 beo free size 50-63 vừa beo. Beo 170 270.000 cái hôm qua bán 180 em còn bộ à. Quần là 8 tấc nha. Quần là quần 8 tấc lên em 270.000. Hoa 170 beo 170.000 free size 50-63 là vừa. 50 độ lên 63 là vừa beo. Chị Phương Hiền cho em xin số điện thoại chị. Ôi trời, hôm nay khách mới nhiều dữ vậy. Khách mới này nhiều lắm luôn á. Rồi màu này lên em màu loan free size 50-62 vừa loan còn bộ 180. Ngoài sao có bao chung hàng thiết kế mango nha. Loan 180.000. Em lên cố gắng lên nhanh mẫu mọi người nha. Qua mẫu nhanh nha các chị. Free size nha, 50-62 vừa em mang. Màu này là màu loan chốt 180. Hàng thiết kế lên em loan 180.000 free size 50-62 là vừa loan. Rồi siêu phẩm luôn. Châu Sa à, nhân viên gọi chưa chứ, nhân viên chưa gọi là chưa đi á. Chứ Đỗ Ngọc Kiều 270. Chị có số chưa? Lan chứ Hồ Nam Trân. Màu này là màu vàng. Màu vàng quần lửng giá 200 hàng Châu Sa. Free size 50-65 vừa vàng 200 hàng Châu Sa nhá. Vàng 200, vàng 200. Free size 50-63 mặt đẹp. Lan 180. Bộ beo. Bộ beo này lên chơi là lưới beo. Hoa 170 chứ Thu Thị Nguyễn hết hoa chị ơi. Hết hoa. Màu này lên màu lưới beo 55-63. 58-58-63 lưới beo chốt giá 220. Hàng này bán 240 ấy. Lưới beo 220, 58-63 là vừa. 58 độ lên 63 vừa. Hả? Cái là beo ấy. Loan hết rồi chị ơi. Loan hết à. Là có size lớn với Bảo Châu. Mà cái quần em sợ với mặt bị ngắn á. Em này chỉ sợ với ngắn thôi chứ không sợ chứ chật đâu. Em sợ ngắn thôi. Nha. Để em coi em lên chứ mặc đồ thì lấy nha. Em chỉ sợ là cái quần nó bị ngắn thôi à. Thể thao thì em có nhiều ấy. Beo 220 chị Nguyễn Cẩm Tu lưới. Bộ xám tay to.
65 tới 70 kg là vừa 8. Chế nào chốt ta bán 8200 Latin loại 1, 8200 nha. 8200 thì em 65 70 kg là vừa. Rồi bộ bi. Bộ bi hàng siêu phẩm luôn, 210.000 bi, 50 60 kg vừa bi. Lưới beo 220 hết rồi chị yêu ơi. Bi giùm em nha mọi người, bi. Bi này chốt giá là 200.000 một bộ 210 bi, 50 60 kg vừa bi 210. Bi 210 màu bi giùm em. Màu beo số 1. Beo số 1 size lớn 68 độ về 58 độ lên, beo số 1 tặng 180.000 dập ly siêu cấp. Lên em là beo dập ly nha. 58 đến 68 vừa beo chốt giá 180. Beo 180.000 em 5868 là vừa. 5868 ok. Size to 65 tới 70 kg vừa, xanh ngọc chốt 200. Hàng này là tất cả là 220 hết nhưng chốt 200 nha. 65 tới 70 kg vừa cho em màu này xanh ngọc 200, không bộ Latin. Lên em xanh ngọc 200.000. Size to 65 tới 70 kg là vừa. 65 nữa lên 70 kg xanh ngọc 200. Vàng dài chốt giá 210.000 luôn. Beo 180 chị mi đoàn dập ly. Màu vàng giùm em. Chế hàng mino số 1 hết trơn rồi chế hàng mino ơi. Hết số 1. Vàng dài 215 phi size 50-65 vừa, vàng dài 210 luôn. 210.000 vàng dài. Lên cho là vàng dài 210.000 nha. Vàng dài 210. Size số 1 nâu phi size giá chết. Phi size nha nâu giùm em, phi size 50-64 vừa nâu chốt giá 180. Giá tặng nâu phi size nha, 50-64 vừa nâu 180. Nâu 180.000 màu nâu giùm em phi size. Caro da quần lũng. Ok chứ Bảo Châu gì là ok vừa luôn á chị, có đem lên cho. Màu caro da size là size lớn 60-67 kg là vừa nha. 60-67 kg là vừa. 60-67 kg là vừa, da chốt giá 160. Da 160.000 màu da, 60-67 mặt đẹp 180. Da giùm em 160.000 thiết kế đùi. Mã này lên mã chữ. Mã chữ 62 đổ lại vừa 55 độ lên, mã chữ chốt giá 160, giá tặng form sắc mắt cổ vết. 55-62 chữ chốt giá 160 phong bộ. Chữ 180.000 màu chữ men. 55-62 là vừa chữ chốt 160.000. Caro đỏ tặng 150, 58-65. 58-65 là vừa, em đang mang đỏ chốt 150, quần lầu quần lửng nha. Đỏ 150.000, 58-65 là vừa. 58 độ lên 65 ok, đỏ 150.000, giá tặng. Hàng thiết kế form chữ A size to, cúc phạm hết da chị ơi. 58-65 vừa em mang là beo vàng, chốt tặng giá này 210.000 thiết kế. Nó là form chữ A, từ 58 đổ lên cho tới 65. Set đùi á, chứ bất tiện mua lấy gì ta, chứ lấy set gì. Em đang mang là 58-65 cho em là beo vàng. Hàng thiết kế form chữ A quần dài giá là 210 nha. Cái nào chốt bảo em beo vàng 210.000. Cái mã cánh tiên hồi nãy em còn màu caro vàng này các chị. Cánh tiên. Mã này lên cho em là cánh tiên. Cúc phạm có caro. Caro hỏi giùm em chị. Caro nào? Comment đúng mã là xét đùi chứ bích tiền vuông da đùi á. Da đùi này có ai chốt chưa? Cho chứ bích tiền vuông. Màu này lên cho em màu là màu caro vàng. Sao em ơi, sao thấy em ốm đi hả? Ốm á chết, em thấy mặt quá chết ơi sao Nguyễn. Mặt quá chị. Em đang mang là màu caro vàng giùm em nha. Size là từ 55 đến 65 là vừa. Caro vàng nha. Cái nào chốt caro vàng bấm giùm em. Caro vàng nha mọi người, chốt giá là 190. Cái loại tay cánh tiên hồi nãy em mặc ấy, lâu lắm mới thấy chế luôn rồi chứ tại sao đâu Nguyễn. Lâu lắm luôn. Cho em xin số điện thoại mới lên đơn được nha chị. 160. Xét thiết kế mã loan có bộ này, loan nhá. Từ 55 độ lên tới 62 kg là vừa. Lên cho em màu là màu loan xám nha. 55 đến 62 vừa loan xám, chốt giá là 240. Loan xám 240. 55 độ lên 62 mặt đẹp giùm em. Hàng thiết kế quần dài nha, form này 1m65 là thoải mái luôn này, là không bị ngắn nha. Chị Bảo Châu ơi, xếp là chiếc mặt đẹp này. Từ 55 đến 62 em mang là lan xám nha. Tay là tay suông. Ở đây nó có một cái môi giãn là bao nhiêu của vừa nha, nó giãn cực kỳ các chị ơi, giãn cực kỳ nha. Tầm khoảng 55 đến 62 vừa em mang là lan, chốt giá là 240. Hàng thiết kế 1m65 là thoải mái luôn. Lan giùm em 240, chứ nào chúng lan 240.000 màu lan. Lan 240. Hả? Không lên số hội thôi, không chốt. 55 đến 65 là vừa em mang dập ly vàng còn bộ, chốt 170 giá tặng. Vàng 170.000. 55 65 vừa vàng á, hồng hồng. Bi hồng đó chị ơi, bi hồng. 55 đến 65 vừa bi hồng giùm em. Chứ Nguyễn Kim Anh có xếp 240. Bi hồng nha 170. Bi hồng 170.000 bi hồng giùm em. Thế nào chốt hồng ổng hồng 170. Bộ hai đỏ. Hai đỏ quần đùi 140 size nhỏ này. Size này size nhỏ nha, 58 độ về mang đẹp giùm em.
58 hoa đỏ 140 có một bộ à? Quần đùi đỏ 140 size nhỏ 58 đâu lại mặc đẹp. Lên chưa là đổi đùi 140 nha, free size 50 58 đẹp. Đổi đùi 140. Ra 240 hết là chị ạ. Đổi đùi giùm em. Bộ chữ đen. Em gạt cái nút này lại nha. Gạt cái nút của cái áo này đi. Áo ngắn á, à không thích áo ngắn tại Phương là Phương nút top ấy. Bi Hồng có rồi phải không Hằng ơi, chị Bi Đoàn em không nhớ nữa. Hồi nãy có đọc tên không chứ hỏi chốt hồi nào? Chốt hồi nào em không nhớ. À, hồi nãy không biết chị có chốt chưa. Rồi dập ly đỏ lên cho em là màu à. Dập ly đỏ giùm em size to 55 65 170. Dập ly đỏ 170.000. Chế may trắng có đỏ, đỏ đùi. Màu này lên là dập ly đỏ 55 65 vừa đỏ dập ly chốt cái 170. Đỏ 170.000 55 65 mặt đẹp. Bộ hoa đen. Bộ này lên đây là gấu đen 160 nha, size nhỏ nha, em tặng từ 48 tới 58 là đẹp. Chị nào có đơn thì tặng nha 160. Lên trên là gấu đen 160.000. 48 tới 58. Chút hồi chưa hả? Vậy là có rồi ấy. Có đọc tên là có hàng ấy. Chế Tăng Huỳnh dập đi đỏ là chị có số chưa? Tăng Huỳnh có số này dập đi đỏ cho chị. Màu đỏ màu đen nha, chút 160, 58 nó về đẹp tặng nha, 160.000 đen. Thế nào chốt đen 160 nha. Đen 160 màu đen giùm em. Dập đi beo hàng siêu cấp. Màu này xuất sắc đẹp luôn. 170.000 beo trắng. Quần 8 tóc nha. Lên em beo trắng. Vàng lửng hả chị? À, vàng lửng em hết hàng rồi chị ơi. Hết hàng nha. Màu này lên em beo trắng dập ly 170 size 50 đến 63. 50 63 vừa cho em mang. Beo trắng 170 dập ly. Bộ này không chốt là tiếc lắm luôn nha. Đẹp lắm. Quần 8 tóc. Lên đây là beo trắng 170. Beo trắng 170.000 beo trắng cho em. Gấu xanh, con gấu xanh quần đùi 160. À, chị Cúc Phạm chị nãy chưa lên số đúng không? Chưa có số. Chị ơi, không có số điện thoại là không có chốt được bộ nào hết trơn á. Phải có số điện thoại mới được chị ơi. Phi size nha, 65 đổ về gấu xanh 160 có không bộ à? Latin. Gấu xanh 160 thì gấu xanh giùm em. Gấu xanh 160. Dạp ly bi, cổ tim. Hồng có beo trắng. Rồi, bi giùm em nha, lên em là bi da. Phi size 50-63, bi da 170 luôn. Bi da 170.000, bi da phi size 50-63 là vừa quần 8 tóc. Lên em bi da 170. Bi da 170.000, phi size 50-63 là vừa. Bộ xanh riêu. Bộ xanh riêu size 62. 66 độ lên bi da chứ tên Sarah Nguyễn. Chế ơi lên số điện thoại có chứa số chưa? Chế ơi lên số điện thoại giùm em. Rồi 66 độ lên tới 72 là vừa. Lên cho em là xanh riêu chốt 200. Xanh riêu 200.000, 66 tới 72 ký mặt đẹp. Latin nha, loại 1 ấy. 200.000 xanh riêu 66 tới 72 kg là vừa, xanh riêu 200 giá tặng. Riêu 200, 66 độ lên tới 72 kg là vừa. Bộ này lên cho em là hoa vàng, 63 độ lại mặt đẹp. Ok, em cảm ơn chế. Phi size hoa vàng 170, 50 63 là vừa, hoa vàng 170.000. Em hết đi ra rồi chị, nghĩ trang luôn. Phi size nha, 50 63 hoa vàng 170.000, hoa vàng 170. 50 63 mặt đẹp. Còn bộ thể thao trắng này các chú ơi. Đẹp lắm luôn á, size là từ 55 đến 65. Cái này mình làm cáo lẻ không cũng đẹp. Chị Nguyễn Trăng có xanh riêu lớn. 55 đến 65 vừa em tặng bộ này giá là 200 thể thao. Ê, 200 ngàn. Lại bán nhiêu ta? 210 đúng không? Thôi tặng luôn 200 đây còn bộ này. 55, 65 vừa cho em màu này trắng thể thao. 200. Trắng thể thao chốt 200 giá tặng nhà này bán 210 á. Trắng thể thao. 55, 65 vừa trắng 200. Size to. Đây dập ly beo còn nè. Dập ly beo của chị nào hồi nãy không lên số điện thoại đây. Phi size 50-63, beo dập ly còn bộ. Chốt giá luôn 170.000 beo. Lên em beo 170, 50-63 là vừa. Xanh riêu lớn hết là chứ yêu rồi. Beo 170.000 một beo, em phi size 50-63 vừa. Hả? Ôi, rồi chốt cho ai vậy? Cho chị hả? Ủa gì hả? Chứ là có xanh riêu nha. Màu này lên em bi vàng tay lớn. 66-70kg vừa bi vàng chốt 200. Latin tay ngắn quần dài. Cái quần nó có gói cho mình này. Quần phỏi nha. Từ tầm khoảng 65 tới 70 kg là vừa, bi vàng 200. Bi vàng 200.000 bi vàng, 65 tới 70 kg là vừa. Màu này lên màu da số 1 150 em có không bộ à? Size nhỏ. Nha có beo. 60 đổ lại vừa cho em, 50 đổ lên. Lên em là màu da số 1 150. Da số 1 150.000, màu da số 1 giùm em chốt 150.000. Bộ cam tay ngắn quần dài hàng châu xa 225, bộ này là siêu đẹp, đỉnh của chốt luôn. Sếp ngố với Trang lên hết hàng rồi, chắc ngày mai đi chị, ngày mai ngày mốt là ngố em về. Tầm khoảng mốt ấy, tầm khoảng sáng mốt là có ngố. Chế Diễm Kiều hết beo rồi chứ ơi. Đã beo qua chốt chưa? Màu này lên em là cam, hàng châu xa giá là 225. 225.000 cam tay ngắn phi size, 50 độ lên. Chế Mi Trang có bi da không? Không. Dạ không có.
Em đang mang màu này lên cho em là màu cam. Hàng châu sa cái quần viền đen, áo viền đen cho mình. Vỏ này mặt đã cực kỳ. Còn hai bộ nha, lên cam giá là 225. Hàng châu sa nha các chị ơi. Cam 225 ngàn một cam, nguyên free size. 50 đổ về lên cho tới là 65. 50 ký chị mặc giống em ấy. Chứ Diễm Kiều da gì vậy? Hot rồi đúng không? Da này đúng không? Pizza. Da 1. Da 1 hả? Là chứ Diễm Kiều đúng rồi đó. Bộ đó đó. À 150. Chứ Quỳnh Tôn có cam. À, để gửi luôn. Dạ chứ Bảo Châu hình như là chưa, chứ Bảo Châu ơi chưa gửi. Áo da giùm em nha, em còn cái 130. 130 ngàn áo da, giá tặng size 55 65 vừa áo da 130. Ừ, giá là 225. 225 ngàn. Còn chị Hồ Nam Chân có cam. Rồi. Ngày mai hả? Chứ ngày mai có quần jean chứ không nhớ hà ơi. Quần jean với lại là quần ôm mấy chị, quần không ôm. Cam chứ Hồ Nam Chân. Ai da. Đẹp quá, Latin châu sa, châu sa chứ nha Lê ơi. Châu sa đẹp lắm chị, cái này mua đi. Hai bộ á, hai có hai bộ. Mấy người chốt, hai người chốt mà. Hết cam rồi chị An Nhiên ơi. An Nhiên hết cam. Đổi màu giùm em, màu tím em đang mang là 225. Chị Hương lấy cho em xin một cái cọc. Chị lấy cho em cọc nào cũng được nha chị ơi. Cọc nào cũng được. Ờ cọc đó đi. Ờ. Chị em xin cọc dưới luôn. Kế cọc đó có một cọc gì đó, hai cọc dưới cho em xin. Em đang mang là màu tím giá là 225. Tím 225 ngàn free size, đổi màu giùm em nha. 50 65 vừa. Hó cái đừng 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 cái đó không à. Rồi. Free size nha màu tím. Ừ. 225 ngàn bộ lửa mango đính đá dạ chưa ạ? Bộ trắng bị lỗi bỏ ra rồi. Là cái bộ trắng không? Bộ chứ Bảo Châu chốt mà không có cộng dây á chị. Cái bộ mà chứ lấy mà không có cộng dây, em chốt giá 230 là chứ ok á. Hồi chị em có nói là với bạn rồi á. Nha, nếu chứ lấy thì em bỏ vô cho. Có tím. Tím nha. Còn bộ 225 màu tím, hàng châu sa, hàng này mặc phê lắm. Vải đẹp nha các chị ơi. 225 ngàn tím. Màu này lên em là màu hồng. Màu hồng 225. Free size nha, 50 65 là vừa hồng 225. Cái form nó mặc đẹp lắm mọi người, nó mặc khác hẳn hoàn toàn với những cái hàng rẻ tiền nha mọi người nha. Form là form hàng shop. Hàng chợ không bao giờ đụng hàng, nói chung là hàng chợ không có mấy cái màu này. Với lại form nó mặc không được đẹp như vậy. Free size nha, 50 65 màu hồng. Chế nào chốt hồng mỏng em. Giá là 225. 225 ngàn màu hồng, cái quần viền đen cho mình nha. Em còn hồng với còn tím hai màu nha. Hồng 225. Hồng phối hợp tiếp. 225 ngàn hồng. 50 65. Tím với chế Ngọc Hiền. Ngọc Hiền có tím ok chị. Bộ xanh riêu. Xanh riêu từng màu này chị mới nhận đẹp lắm á chị. Cảm ơn cho Hồ Nam Trăng. Mặc vải mát lắm đúng không chế. Màu này xanh riêu 230. Riêu 230 ngàn free size, 55 65 là vừa nha. 55 65 ok, riêu 230 em còn có bộ rồi. Riêu 230 ngàn một riêu, 55 65 mặt đẹp. 55 65 ok, riêu giá 230. Giá nào chốt cũng riêu 230 ngàn riêu. Rồi Latin. Latin tay dài quần dài. Chị Trinh có hồng. Chế Bảo Châu ơi, hàng kia là vẫn để lại chế Bảo Châu. Còn cái bộ trắng là vẫn còn luôn nha, vẫn còn luôn. Nhưng mà tại vì bạn không biết á, không biết là cái bộ đó là em chốt với chế là không có cộng dây. Mấy bạn tưởng là bộ đồ nó bị lỗi, mà thật ra là tại vì hôm bữa em chốt với chế Bảo Châu có ok cho nên là em lấy. Nó vẫn còn ở ngoài, nếu chế lấy thì bỏ vô ha. Nếu chế lấy thì bỏ vô cho nha chế. Chế chốt thêm đi rồi mai mốt đi hàng cũng được. Em đang mang là màu xanh riêu. Lên chứ là ghi số 1. Ghi số 1 dùm em là 64 đó lại vừa chốt giá là 200. Ghi số còn 200 ngàn Latin. Free size 50 64 là vừa ghi số 1. Chế nào chốt ghi 1 cũng ghi 1 200. Cái này ghi 1. Ghi số 1 nha, free size 50 64 là vừa ghi số 1 chốt giá 200 ngàn. Ghi số 1 200 chứ nào chốt bấm ghi 200. Ghi 1 200 ngàn. Ghi số 1 200 ngàn giùm em. Bộ bi size số 1 lên em là bi xanh. Đẹp quá trời, 180 nha. Size là từ 50 tới 64. 50 độ lên đến 64 vừa. Em mang màu này lên trên là màu bi xanh, chút giá 180. Bi xanh 180 ngàn size số 1 free size, 50 độ lên tới 64 là vừa. 50 độ lên 64 vừa em mang là bi số 1. Màu đẹp quá chị, nó là dạng xanh min đó mọi người. Phối đen cho mình một chút xíu đây. Đến 64 là vừa bi số 1, chút giá 180. 180 ngàn bi số 1, em mang là riêu 1 nha. Riêu số 1 đến 64 là vừa. Chế nào chốt ghi 1 bẩm ghi 1 cho em. Free size 50 64 mặt đẹp ghi số 1. Màu bi size này em mang luôn cho mọi người xem. 50kg là mặc giống như em. Ok chị.
50kg mặt giống em đến 64 là vừa. Em mang là màu bi xanh, lên em là bi xanh chốt giá 180. Cái màu này mặc lên cực kỳ tôn da nha. Chị Nguyễn Trâm có bi số 1. Bi 1 giùm em 180.000. Bi size nhá, 50-64 là vừa. Bi 1. Cái quần về đen cho mình, cái này khoảng mét 62 đổ lại nha, mét 62 là ok. Bi số 1 50-64 vừa. Cái bông nó phối sang lắm các chị. Chế nào chốt bi 1 bấm em. Giá là 180. Bi số 1 180.000. Bi số 1 bi size 50-64 vừa, 50 đổ lên 64 là vừa. Bi số 1 em. Chế nào chốt bi 1 bấm bi 1. Bộ lan xanh này màu đẹp quá. Bộ lan xanh size to từ 55-65. Riêu số 1 chị Cẩm Nhung 200. Chị ơi lên thương hỏi giúp em đi chị. Chị Cẩm Nhung bấm em xin số điện thoại. Màu này lên cho em, màu này là màu lan xanh nha, màu đẹp quá, 180 từ 50-65. 50kg mặc giống em nha, đến 65 là vừa. 50-65 vừa em mang là lan. Chị yêu nào chốt lan bấm lan 180 nha, lan 180 free size. 50 đổ lên 65 là vừa, lan 180. Quần dài tay lỡ nha các chị ơi. Lên em là lan 180.000 màu lan. Lan lan 180.000 màu lan, chứ nào chốt lan mũi lan 180. Còn ghi số nào đang vậy? Hả, ghi số 1 còn. Chị Nguyễn Nghiệp có ghi số 1. Em mang là lan 180. Chứ nào chốt bóng lan 180.000. Lan size to nha, 55-65 vừa. Cái màu này sang quá các chị ơi. Vải mát cực kỳ. Lan giùm em lan không lan 180.000 lan chị xanh. Có lan xanh. Ok chị, đẹp quá. Tay lỡ nha. Tay này vải, cái vải này mát, cái tay mình dễ làm công chuyện, nó không có bị vướng víu gì hết. 55-65 em mang là lan xanh. Lan xanh. Mét 62 đó là vừa nha các chị ơi. Mét 62 đó ok, đang mang lan xanh 180. 50kg chị mặc giống em á. Chị đâu thích mặc rộng mà giống em thích mặc rộng. 50-65 vừa lan, chứ nào chốt lan xanh bấm em, giá 180. Mã lửng tay to. Lửng này là lửng size lớn nha. Quần chính tắc giá 155.000. 155.000 lượng xanh. Size là từ 63 tới 68 là mặt đẹp nha. Ôi đến 66 chở 6366 nha mọi người. 6366 mặt đẹp, em mang là lượng xanh 155.000 size to. 63 đến 66 đẹp lượng xanh 155.000. Chế nào chút xanh mỏng xanh 155. 63 đổ lên đến 66 mặt đẹp. Chị Cẩm Nhung có lưu xanh. 63 đến 66 kỹ là vừa, em mang là màu này là màu à. Lưỡng xanh nha, lưỡng xanh đây các chị ơi, giá 155.000 một bộ. Lưỡng xanh 155. 63 đến 66 mặt đẹp giùm em. Lúc trước em like bên kia, sao hôm nay like bên đây lạ vậy hả? Tại chỗ mới chứ ơi. Chỗ mới nha chế. Rồi màu này lên cho em là màu chữ đen size lớn, 65-70 chốt 200. Lên em là chữ đen 200.000, 65 đổ lên tới 70kg là vừa nha các chị ơi. Latin nhé mọi người, tay ngắn quần dài chốt 200.000. Lên cho em đang mang là màu à, màu này là màu à, chữ đen giá 200. 65 tới 70kg là vừa, chữ đen 200.000. Chế nào chốt đen bỏng đen 200. Em mang là xanh lửa 155. Tay to 6366 mặt đẹp. 6366 mặt đẹp giùm em, chế nào chốt bỏng giùm em. Dạ em chi nhánh 2 chị ơi. Riêng á chị. Riêng á. Rồi màu này lên cho em là cam đùi. Cam đùi, cam đùi, lửng xanh chị Anh Hoa. Cam đùi 150 size lớn nha, 60-67kg mặt đẹp. 155. 60 đổ lên tới 67kg vừa, em mang cam đùi còn hai bộ này 150.000. Cam đùi 150 em, 60 đổ lên tới 67kg là vừa. 60-67kg mang ok, cam đùi 150.000 hai bộ. Ngoài sau đang dây cho mình. Còn hai màu là cam với là vàng nha. Lan xanh 180 với Diễm Châu. Diễm Châu có lan xanh 180. Em mang là cam đùi nha, có hai màu là cam với là vàng nha các chị ơi, màu đẹp lắm luôn, form này xuất sắc đẹp. Chốt hàng thì bỏ chị thích lúc gửi hàng này, không phải bộ chị chốt. Chế ơi chụp hình qua tin nhắn cho em đi chị Mỹ Duyên ơi. Cái nào không phải của chị chụp hình nhắn cho em nha, chụp hình qua tin nhắn giùm em. Em đang mang là vàng đùi giùm em. Size to từ 60 đổ lên 66-67kg vừa, ngoài sau đang nhây cho mình. Cái vải này mặc cực kỳ mát, vải von nhưng mà nó không mỏng tại vì nó hai lớp nha mọi người. 60 đến 66, mặc đẹp kia màu này, cam đùi vàng đùi chốt giá 150, em còn hai bộ mỗi màu. Dễ thương quá, cái quần không ngăn lắm. Chế nào chốt cam bẩm cam, chốt cam bẩm vàng cho em nha. Cam vàng hai màu chốt giá 150.000. Cam vàng hai màu giá 150. Chế nào chốt cam bẩm vàng, chốt cam bẩm cam. Giống bộ lan xanh em còn màu hoa hồng.
Size 50-65 là vừa, hoa hồng chốt giá là 180. Hoa hồng 180.000 free size, 50 đổ lên cho tới 65 là vừa. Hàng này siêu đẹp, màu này rất là sang nha mọi người. Hoa hồng giúp em có con bộ 50 đổ lên tới 65 là vừa. Em mang hoa hồng chốt giá 180 em có con bộ. Nó giống giống ý chang cái bộ lan xanh mảy mặt thì luôn á, màu khác chút xíu. Hoa hồng giùm em cái nào chốt hồng hồng hồng, chữ da 180 luôn. Hoa hồng 180, chữ da 180 mỗi màu còn bộ này. Hoa hồng chữ da hai màu, 50kg mặt giống em, chị nào không thích mặt rộng thì tầm khoảng 55 đổ lên. 55 tới 65 là vừa, em mang là da 180. 55 65 vừa da 180 ngày một da. Chế nào chốt bấm da 180 cho em. 55 65 là vừa, chị nào thích mặt rộng thì tầm khoảng 50 cũng được nha. Thích mặt rộng thì 50 vẫn ok. Da, da với hoa hồng hai màu lên nha. Da và hoa hồng hai màu. Da hoa hồng hai màu, chế nào chốt bấm em. Hoa hồng và da. Bộ dập ly bi vàng này, dập ly bi vàng siêu phẩm, thấy cưng lắm. Con này là đẹp, 170.000 bi vàng, từ 50 đến 63 là vừa. Ồ, tôi lấy đại 50 đổ lên 63 vừa, bi vàng chút tặng 170 nha. Vàng 170.000 free size, nó là dạng tay chấm tiên dập ly. Form là form 8 tóc, free size 50-63 đẹp giúp em. Bi vàng 170 dập ly. Bộ hoa xanh hàng châu xa chốt giá 230. Lên em đầu hoa xanh 230.000, 55-65 là vừa. Cam đùi 150 chỉ phân. Chị Vân ơi, trên số điện thoại size to từ 57 đến 65 cho em hoa xanh trước giá là 230. Hoa xanh 230.000, size lớn 67kg luôn các chị ơi. 57 đến 67kg vườn hoa xanh hàng trong size nha, giá là 230. Lấy cho em bộ màu da 180 nha chị. Chị ơi, cho em xuống số điện thoại nha chị ơi. À có rồi, có rồi. Cháu ơi, khỏi lên số có rồi. Em đang mang là hoa xanh giá là 230 hàng trong size, size to 57, 67kg là vừa tay là tay lỏ nha. Hoa xanh 230 hả? Da này hả? Ừ đúng rồi. Chế nào chốt hoa xanh bóng hoa xanh 230. Hoa xanh 230.000. À, mấy bộ tơ nhung bảy mặt mát ghê hả chế? Vậy hả chế? Đúng rồi, 48 là mặt rộng đúng rồi đó. Nhưng mà cái đó mặt rộng không sao hết trơn á. Mặt rộng nó cũng đẹp mà chị Nguyễn Trân có hoa xanh. Hoa xanh 230. Bộ cô gái hàng châu xa chốt 200. Chị Nguyễn Trâm khách mới, kiểm tra với Nguyễn Trâm mấy bộ rồi. Hình như là chị là khách mới đúng không? Cô gái giá 200.000. Khách chứ Nguyễn Trâm ơi, chứ là khách mới hay khách cũ? À chị ơi, Vân, chị Vân ơi, bên đây với lại bên chế Mai là riêng đó, chị không có dồn chung hàng được nghe chị ơi. Không có dồn chung hàng được, nhưng mà bên em mọi người mua 5 sản phẩm mình sẽ được free ship nha. Có hoa khác không em? Dạ không, nó có một màu hoa, một duy nhất. Cô gái chốt 200.000 hàng châu xa. Lên em cô gái 200 quần lọ freestyle, 50 đổ lên 65 là vừa. Cô gái chốt giá 200 hàng châu xa, lên cô gái 200.000 freestyle, 50-65 vừa. Dập ly màu loan hàng siêu cấp 180. Lên em đầu loan 180.000, size là từ 50 đến 65 là vừa. 55 đi nha các chị ơi, 55 đến 65 vừa, loan 180. Lên em đầu loan dập ly chốt 180.000, size to quần dài 55-65 mặt đẹp. Loan 180.000 màu loan. Chế nào chốt bấm loan 180 giùm em. Loan 180 nha các chị ơi. Size là từ 55-65 hả? Không biết nữa, để coi chị có ok không. Dạ đúng rồi, ok chị yêu. Không sao hết chị, tại hai bên là riêng nhau á. Còn bộ dập ly chữ đen này các chị ơi, còn bộ dập ly chữ đen size to 55-65 vừa, chữ đen 180. Còn bộ đen 180.000 màu đen, 55-65 là vừa đen 180. Dập ly vùng dài, dập ly 55-65 là vừa em mang. Linh là đen 180, đen 180.000 dập ly đen. Đen 180. Caro da, Caro da size lớn. Em chốt bộ này giá tặng nha, 170.000 giùm em màu da size to 63-68 là vừa. 63 đổ lên 68 ăn ok da. Chế nào chốt da cũng da 170.000, nó là dạng form sắc mắt nha. Da 170 size to 63-68 mặt đẹp, da 170. Chế nào chốt da ống dao 170.000 quần dài form 6 mắt 63-68 là vừa. 63 đổ lên 68 ok da, 170.000 màu da, bộ nó đẹp lắm. Bộ này lên là màu nâu, nâu chốt tặng 140. Nâu 140 size to 65-70, nâu quần 8 tóc form to. Cái này mua về tặng cho các mẹ, mặc đẹp lắm, cái gì thoải mái. Size to nha, 65-70 nâu. Bộ đỏ trên kệ hả chế? Trên kệ bên nào? Trên kệ em nhiều đỏ quá trời luôn rồi chế Gia Ly Nguyễn. 65-70 nâu chốt tặng 140 nha, mua về tặng các mẹ mặc ở nhà vải mát lắm các chị. 65-70. Lan đỏ, lan đỏ tay dài quần tay lỡ quần dài, bộ này chốt tặng 170. Lan đỏ size to nha, tầm khoảng 58 đến 65.
58 độ lên 65 vừa em là lan đỏ. Chị Quỳnh, Quỳnh thì em có nâu 140. Em mang là loan đỏ size lớn nha, từ 58 đến 65, loan đỏ chốt 170, phơm tay mặc rộng lắm luôn nha. 58, 65, 66 là vừa. 58 độ lên 65, 66 là vừa, em đang mang màu này. Lên giúp em là màu này là màu loan đỏ nha. À, dạ không có da với Cherry Nguyễn, nó có một màu một quà chế thôi. Có một màu một duy nhất à. Em mang là loan đỏ giá 170 nha, size là từ 55, 57 độ lên tới 66 chỉ là vừa. Trên cao hả chị? Hoa đỏ trên cao. Em không thấy chị ơi. Không thấy em lên từ từ, em thấy cái nào đỏ đỏ em lên cho. Em mang là từ 58 đến 66 là vừa. Em mang loan nhân loan đỏ chốt giá 177 mango. Vải này mát cực kỳ, em còn 3 bộ loan đỏ 170. Chế nào chung đỏ 17 vui. Tầm khoảng 58 đấy chị ơi, 58 đến 65, 66 là vừa. 58 độ lên 65, 66 ok. Latin nguồn lửng màu xanh. Bộ xanh lửng này lên em là màu xanh lửng nha, 65 độ lại mặc đẹp. Em chốt đến 63 đi mặc thoải mái. Free size 50, 63 vừa, em mang xanh lửng chốt giá là 190. Xanh lửng 190.000 Latin nhá, tay ngắn nguồn dài. Lên em xanh 190.000. Chị Nguyễn Trang có lên đỏ. 50 độ lên đến 63 là vừa, em mang là free lên cho là xanh lửng nha, chốt giá 190 Latin. Xanh lửng 190.000 free size. 50 độ lên 63 vừa hả? Không nó rồi cái phía sau nó lòi cái này quá, cái này quá không chị, cái này đúng không, cái này láo lẻ. Em đang mang là free size 50-63 là vừa, xanh 190, màu đẹp á, nguồn lửng nha. Chị Thanh Nghi có xanh 190. Xanh 190, qua đầu gỗ mình chút xíu vải để mặc mát. Xanh 190.000, free size 50-63, áo đỏ tặng 130. Có một cái là size 50-60kg vừa, áo đỏ 130, nó là dạng tay phòng. Tay phòng cổ tim nha, 130 ngàn áo đỏ. Có xanh gì nữa? Còn xanh. Xanh còn. Chị Hương Hoàng có xanh lửng. À, chị Nguyễn Ngọc Thảo có lan đỏ. Còn xanh lửng. Còn nhiều á. Còn hai bộ này. Hai ba bộ. Xanh chưa chị, Nguyên Điệp có chưa, có số điện thoại chưa? Chưa có số. Chứ Nguyên Điệp có lấy xanh lửng bấm số điện thoại cho em nha. Bấm số điện thoại giùm em. Em còn một màu 2 dây. Mã này lên em mã 2 dây free size này 50-65. Lên cho em là 2 dây chốt 185. 2 dây 185.000 free style, lên mã 2 dây cho em. 50-65 vừa, 2 dây 185.000. Ê, dạ em là Hân đây chứ Vương Nguyễn. Em đúng là Hân đó chị. Free style nha, 50-65 cho em 2 dây chứ 185.000 2 dây. 2 dây 185. Chứ Nguyên Điệp có số này. Hello chứ Nhịn Hồ. 2 dây 185.000 2 dây giùm em nha. Chứ nào chốt 2 dây bấm em. 2 dây 185. 2 dây chốt chị Hồng Châu. Hồng Châu có 2 dây. Còn một cái mã pyjama quần dài, tay lỏ nha, tay lỏ 180. Lên em mã này làm mã loan đen 180.000. Áo khoác hả chị, Mỹ Linh đi chăng. Khoác mới chưa có, trên đây còn khoác lẻ hả chị. Khoác lẻ mẫu một cái, hai cái. Size to 55-65 em đang mang, 50kg mặc cũng được. 50kg tới 65 vừa, em mang là màu loan đen này, chốt giá 180. Loan đen 180.000, loan đen free size 50-65 là vừa. 50 độ lên 65 ok, loan đen 180. Tay lỏ nha mọi người, tay lỏ dẫn sống nha. 180.000 loan đen. Nhận đồ rồi, cũng đẹp lắm em. Cảm ơn chị Hà Thúy Nga, cảm ơn chị. Màu này lên chia là màu đỏ nha, size to 55-65 đỏ chốt tặng 140, đính hàng ngoài trước cho mình nha, đẹp lắm. 55-65 áo siêu dạng chốt 140 áo đỏ. Áo đỏ 140. Em mang là loan đen chốt 180 size. 50-65 là vừa, loan đen 180. Chế nào chốt đen bọc đen 180.000, loan đen 180.000, loan đen. Bộ xanh riêu đùi, bộ này mặc cực kỳ dễ thương này. Latin nha, có dội quần đùi mặc mát. Size là từ 50-65 là vừa. Mang em là màu này là xanh đùi. Lên đây là xanh đùi 175.000, còn 2 bộ. Xanh đùi 175.000 free size nha, 50-65 là vừa. 50 đổ lên 65 vừa, xanh đùi 175, còn 2 bộ xanh. Latin nha, vải mát 55-65 mặc đẹp. 175.000 xanh đùi em. Chế nào chốt xanh bóng xanh đùi 175. Free size 55-65 là vừa. Gọt đi gọt đi. Gọt cho mình đi. Xanh đùi giùm em. Chế nào chốt xanh bóng xanh. Xanh đùi 175.000. 55-65 vừa, 50kg mặt giống em. 50kg mặt giống em x65 là vừa xanh đùi nha. Chế nào chốt xanh bóng xanh đùi đi.
xanh đồ 175.000 còn bột. Dập ly chữ đen. Dập ly chữ đen nha, cái gửi cổ vuông 170. Chữ đen 170.000, size là từ 50 đến 63. 50 độ lên 63 vừa, chữ đen chốt 170.000 này. Cháu nào chốt bấm đen 170 cho em free size nhé. 50-63 mặt đẹp, quần 8 tóc còn bộ. Lên em là chữ đen 170. Dập ly, form 8 tóc nha mọi người. Cổ là cổ vuông tay phòng chút xíu. Chị Ngọc đều có sân đùi. 50-63 vừa em mang, là màu chữ đen chốt giá 170. 170.000 chữ đen, cháu nào chốt bấm đen 170. Hả? À, 175. Còn bộ beo dài màu đẹp quá trời. Beo dài size lớn 55-65 vừa, 185.000 beo dài. 55-65 mặt đẹp. Tay dài Latin màu một phối bâu hả chứ. Hết trơn rồi chứ Cherry Nguyễn ơi. Ngày mai có hàng, ngày mai có Latin mẹ ơi, em chưa biết là mẫu gì luôn. Ngày mai có Latin về, Latin mới nhưng mẹ chưa biết là có mẫu gì mẫu gì. Em đang mang là beo quần dài nhá. Beo quần dài 185 màu đẹp quá trời. Size to nha, 55-65 đẹp. 55 độ lên 65 ok. Beo dài chốt giá 185.000. Beo dài 185 beo dài. 55 độ lên cái chữ đó 65 là vừa nha. 55-65 ok, beo dài 185 size lớn. Beo dài 185. Thế là chốt bóng beo 185.000 beo dài nhé. Beo dài 185.000 beo dài. Hoa hồng Latin giá 230. Hoa hồng này hàng cao cấp, 55-65 là vừa. 55 độ lên 65 vừa, hoa hồng 230 hàng châu xa. Chế nào chốt hoa hồng và hoa hồng cho em. 55-65 mặt đẹp. 55 độ lên 65 ok, hoa hồng chốt 230 hàng Latin. Em mang là beo dài 180. Beo dài này là hàng Mango Freestyle, 55-65 là vừa beo. Chế nào chốt bấm beo cho em. Giá 180.000 beo. Beo dài 180.000 beo dài, size 55-65 mặt đẹp. Bộ trắng hàng thiết kế giá là 240. Size nhỏ nha, 50-60kg là vừa, trắng 240. Chế Nguyễn Nga em dự phòng beo dài nha chị. À, beo dài còn á, ở bên chị Hương á. Trong tập đó có một cái bộ beo, nó gặp trước mặt chị Hương á. Ồ đúng rồi, có một bộ beo. Có bộ nào beo. Em đang mang là trắng dài nha, size 50-60kg là vừa. Chế Nguyên Điệp có beo rồi chị ơi. Chế Cẩm Nhung hết rồi. Chế Nguyễn Nga em dự phòng, Nguyễn Nga dự phòng nha. Là trắng 240. Cái này là hàng thiết kế nha. Trắng 240 size nhỏ trời ơi. 50-60kg là vừa, trắng 240. Chế nào chốt trắng bấm trắng 240.000 cho em. Áo này mình là áo lẻ, áo thì vân to. Quần là hơi nhỏ chút xíu, quần là quần thun nha. 50-60kg là vừa, em mang là trắng 240 hàng thiết kế. Chế nào chốt trắng bấm trắng 240, 50 độ lên đến 60kg là vừa nha. 50-60kg ok. Cái quần nó giống y chang cái quần thun con em hay bán. Cái kiểu y chang mà cái vải nó khác chút xíu. Cái form y chang. Cái này mua về cái chị tách làm cái quần lẻ cũng đẹp. 50-60kg là vừa, trắng 240. Chế nào chốt trắng bấm trắng 240.000 màu trắng giùm em. Trắng 240 màu trắng. Có một bộ bi. Còn một bộ bi. Bộ lửng á chị ok chị. Bi giùm em size lớn. 50-65 vừa bi 185.000. Trời vải đẹp quá vậy. 185.000 bi em còn một bộ này, có một bộ à. Size là từ 50-65 vừa bi 185. Chế nào chốt bóng bi 185.000 bi cho em free size 50-65 vừa có 1 bộ. Bi 185 màu bi. Chế em nào chốt bóng bi 185 cho em nha free size 50 độ lên 65 vừa bi 185.000. Bộ xanh. Xanh 185 bi 185. Nói cái bộ này vải mát cực kỳ trời ơi. Free size nha 50-65 màu xanh. Chế nào chốt xanh mỏng xanh 185.000 màu xanh. Xanh 185 và bi 185 màu đẹp. Bi xanh 2 màu 185.000 một bộ. Chế nào chốt bóng em. Bi xanh giảm 185.000, bi và xanh hai màu. Chế nào chốt bi hoặc bi chốt xanh mỏng xanh. Xếp dài, mã này lên em da dài. Da dài chốt giá 190. Da dài này 195 cái chị. Da dài 195 là xếp thể thao quần dài free size. Từ 55 đến 65kg là mặc vừa. 55 độ lên 65kg ok cho em da dài chốt giá 195. Xếp thể thao nha, vải nó siêu siêu giãn luôn. 195.000 da dài vì em size 50 đến 65 vừa. Lấy cho em xin miếng nước à. Ta nút em ngoài sao. 50-65 vừa da dài 195.000. Chế nào chốt giảm da dài 195.
bổ hồng phổi, chế lan phong xanh, 185. Màu hồng phổi giá là 200.000 Latin, size nhỏ nha các chú ơi, 50-62 là vừa nha. Dạ ok, chị có số rồi. Em đang mang là hồng Free Style 50 độ lên đến 62 là vừa hồng. Em chốt giá là 200.000 là giá tặng nha. Free Style 50-62 vừa hồng. Chế nào chốt hồng bổng hồng cho em giá là 200. Hồng 200.000 màu hồng Free Style 50-62 mặt đẹp hồng 200.000. Chế nào chốt bổng hồng 200 nha. Hồng chốt giá 200.000 màu hồng. Lên em hồng 200. Bộ loan, bộ loan dập ly nha, dập ly loan còn bộ 170.000. Cổ tròn, size là từ 50-63 lên loan 170 còn bộ. Dập ly loan. Hồng của chị Khánh Vy. Khánh Vy có hồng dài Free Style 170.000 loan. Chế nào chốt loan bổng loan 170.000 màu loan cho em Free Style nha. 50 độ lên 62 hả? Cái gì? Hồng 200. Còn một mã lửng đen. Lửng đen 160 này size nhỏ. Chị Khánh Vy có hồng. Lửng đen nha. Loan 170 chứ Nguyễn Hằng. 62 đổ về nha, lửng đen size nhỏ. Lửng đen size nhỏ mấy chị ơi, 50-62 em chốt giá 155.000. Lên em là lửng đen 155 Free Style, 50 độ lên 62 là vừa. Bộ này mặc dễ thương quá. 50 đến 62 nha, lửng đen 155.000. Giá nào chốt đen bóng đen 155. Đen 155 màu đen em có hai màu là màu đen với lại màu loan. Loan với đen hai màu giá 155 Free Style. Từ 50 đến 62 vừa, phơm nó đẹp nhưng mà phơm nó nhỏ nha, đến 62kg. 55 đến 60-62 là vừa, hai màu là màu đen với lại màu loan. Đen với loan hai màu 62 độ về mặt đẹp và 50 độ lên. 50 đến 62 vừa là đen với loan. Dễ mang, dễ mặc, các chị ơi, vải nó là đẹp nha, vải mát, phơm suông. 50 mặc giống em đến 62 là vừa. Đen với lại loan hai màu, đen đen, đen loan loan giá 155.000 một bộ. Đen loan hai màu giá 155 Free Size. 50 đến 62 là vừa. 50 độ lên 62 là vừa, đen loan hai màu, giá 155. Thế nào chốt đen bổng đen, chốt loan bổng loan cho em nha. Đen màu loan 155.000, đen loan hai màu Free Style 50-62kg mặt đẹp. Còn bộ vàng dài, còn một bộ vàng màu dài, size là từ 50-65. Vàng dài chốt giá là 215. Loan lửng chị Hương Hương, Hương Hoàng, chứ chị Hương Hoàng có loan lửng. Em đang mang là vàng dài nha, giá là 215 Free Style, 50 độ lên 65 là vừa. Ờ đúng rồi Loan, ừ bà cầm á. Em đang mang là vàng dài 215, em còn một bộ. Chế nào chốt bổng vàng dài 215 nghìn Free Style. 50 độ lên 65 là vừa. Chế nào chốt bổng vàng 215 nghìn vàng dài. Lên em là vàng dài 215 Free Style. 50 độ lên 65 chỉ mặt đẹp. Bộ đen, bộ đen gấu đen nha chị ơi, gấu đen size lớn, size 50-68 là vừa, quần đùi chốt 160. Gấu đen 160.000 gấu đen Free Style. 50 độ lên 68 là vừa. Lên em gấu đen 160.000 gấu đen. Gấu đen 160 Free Style 50 đến là 68. 50-68 beo đùi. À, sơ mi hả chế, sơ mi chưa chứ yêu ơi. Xét đầu lai hả chị, đầu lai mặc cái gì trời, em quên mất tiêu rồi. Cái gì vậy? Thành đất lưng. À còn chứ ơi, size nhỏ Free Size nhá, 50-62 vừa. Em đang mang là beo đùi. Beo đùi nha. Beo đùi này tặng 130. Size 50-62 vừa. Beo đùi 130.000. Bỏ vàng tặng 150. Chị nào có đơn em tặng. Vàng 150.000 mango hàng cao cấp, vải đẹp cực kỳ. Size là từ 50-65. 50 đổ lên 65 là vừa vàng. Chế nào chốt vàng bỏ vàng cho em tặng 150.000 Free Size. 50-65 vừa vàng 150. Vàng 150.000 màu vàng. Bộ loan tay dài quần dài tặng luôn 170 loan. Size 50-65 vừa, loan 170.000. Loan dài 170.000, loan dùm em Free Style. 50 độ lên 65 vừa, loan dài 170. Chế nào chốt lên bóng loan 170.000, loan dài Free Style. 50-65 mặt đẹp, màu đẹp lắm luôn cái gì. Loan dài em chốt 170. Loan dài 170 Free Style 50-65 vừa.
50 độ lên 65 vừa lan dài 170. Chị Trang Nguyễn Trang xin thông hỏi chị ơi. Chị Trang Nguyễn lấy lan bấm em xin số à chị ơi. Quần B 100 hả chị? Ok chị yêu. Bộ lá 230, hàng châu Sa, 57 đến 65 là vừa. 57 đến 65 là vừa, lá 230.000. Chế đầu chốn lá 230. 57 đổ lên đến 65 là đẹp, lan dài 170 mình còn. Lan dài hết rồi chứ ơi. Hết lan rồi. Em đang là lá 230 nhá, lá 230. 57 đổ lên 65 mặt đẹp, lá 230. Lá này là hàng châu Sa nha, lên em 230.000 màu lá. Chế đầu chốn lá 230. Caro xanh 160 form chính tóc. Caro xanh cổ vuông form chính tóc, form này là form đến 63 kg. 55 độ lên, 57 đi, 57 đến 62. 57 độ lên đến 62 vừa. Lan dài cho hết cái Trang Nguyễn ơi. Lan dài hết rồi. Em đang mang đồ của chị đó hả? Rồi em đang mang màu này lên xem là caro xanh dáng 160. Size là từ 55 độ lên, 55 57 độ lên đến 62 là vừa. Em đang là caro xanh chốt giá 160.000. Xanh 160. 55 đến 62 mặt đẹp nha các chị ơi, xanh 160. Chế nào chốt xanh 160.000 caro xanh. 55 độ lên 62 vừa lên em xanh 160 nha. Caro xanh 160 mặt bị gọng. Xanh 160 caro xanh. 55 đến 62. Này lên cho em là xám đùi tặng 150.000 là hàng Quảng Châu. Size 50 60 kg là vừa. 50 60 kg vừa xám đùi mềm. Lan dài chiếc mi rộng hết đó chị ơi, bị hết rồi. 50-60kg vừa xám đùi chốt 150. Còn bộ em đang là caro xanh chốt giá 160. Size là từ 55-62 là vừa. 55 độ lên 62 là vừa. Caro xanh 160.000. Chế nào chốt xanh 160. Caro xanh 160 caro xanh nhìn em. Giống beo to hồi nãy còn một màu là beo nhỏ. Màu này lên đây là beo nhí nha. Beo nhí size là từ 50-65, 55 đây cái trời. 55 đến 65 là vừa beo nhí, chứ nào chốt beo nhí bấm em. Beo nhí, beo nhí. 55-65 mặt đẹp beo nhí chốt giá 185, màu đẹp quá. 185.000 beo nhí size 55-65 là vừa. 55-65 ok, xám đùi chị Hương Hoàng. Hương Hoàng xám đùi. Đúng rồi đó. 50-65 vừa em đang mang là beo nhí nha, chốt giá 185. Beo nhĩ 185.000 beo nhĩ. Em có sắm đùi rồi chị Hoài Phong Nguyễn. Sắm đùi còn. Chị Hoài Phong Nguyễn có sắm đùi. Em đang mang. Hả? Em đang mang màu này là màu beo, beo nhỏ nha, beo nhỏ size là từ 50 đến 65 là vừa. 50 độ lên 65 ok beo nhỏ. Chế nào chốt beo nhỏ bấm beo nhỏ cho em nha. Chốt giá 185. Beo nhỏ 185.000 beo nhỏ. 55 65 mặt đẹp. 55 độ lên 65 ok em nhận 185. Thổ cẩm quần lửng. Thổ cẩm quần lửng nha, bộ này tặng nha. Quần lửng size này 60 em. Thổ cẩm quần lửng nha, size lớn đó chị ơi. Chốt giá 170.000. Size 50 đến 63, 55 đến 63. 150.000 thổ cẩm lửng. 150. 50-63 là vừa thổ cẩm lửng. Chắc là cho thổ cẩm bóng em. Thổ cẩm lửng quy size 50 độ lên 63 là vừa. 50 độ lên 63 là vừa thổ cẩm giùm em. Chắc là cho thổ cẩm bóng em. Bộ 8. Mã này lên em là da đi nha. Caro da quần lửng. Caro da quần lửng nha. 150.000 một bộ. Đây form to. Form to từ 58 đến 65 là vừa. 58 độ lên 65 vừa em mang là caro da, chốt giá là 150.000. Da 150, 58, 65 mặt đẹp, da 150. Chế nào chốt da cũng da 150.000. 58 độ lên 65 là vừa. Da 150.000 màu da giùm em. Da 150. Đầm trắng. Đầm trắng kèm quần đùi bên trong. Mẫu loan hả chị, mẫu loan hết rồi. Mẫu Latin, tay dài quần dài 98. Latin tay dài quần dài 98cm không em mã nào chứ không em là. Bộ beo quần dài bao nhiêu em hả? Chứ bộ beo quần dài em mang giá 185 nha. Chào chị Cúc Phạm, chị Cúc Phạm có số cho. Chưa. Hả chị chưa lên số hả? Chứ chưa lên số điện thoại là chưa có hàng. Free size 50-62 đầm trắng chốt giá 200. Có bà eo ở giữa cho mình lên đầm trắng 200 kèm quần đùi bên trong. Free size 50-62. 50-62 đầm trắng. Chế nào chốt trang bấm trắng cho em. Còn cổ lưới vàng giá 210.
Lưới vàng 210.000 size 50-62 là vừa. Lưới vàng chốt giá 210 50-60kg đi nha, 50-60 ok. Lưới vàng chốt giá 210. Lên em là lưới vàng 210.000 free size 50-60kg mặt đẹp. Lưới vàng 210 lưới vàng. Chị Cúc Phạm có nha nha chị. Bộ ngủ bi. Ngủ bi. Số thứ 2 mới đúng rồi đúng không? Ngủ bi nha, size 55-65 là vừa. 55 đổ lên 65 là đẹp. Ngủ bi chốt giá 190. Ngủ bi 190.000 55-65 mặt đẹp. Giá nào chốt bóng ngủ bi 190.000 em. 55-65 là vừa, ngủ bi 190. Giá nào chốt ngủ bi là ngủ bi 190.000 cho em nha. Ngủ bi 190 55-65 là vừa. Ngủ bi 190 chốt với chị Mi Đoàn. Mi Đoàn ngủ bi 190. Mi Đoàn có ngủ bi 190. Bộ hoa xanh pha số 3 size lớn này, 6368 đẹp. 6368 đẹp hoa xanh chốt giá 160 hàng cao cấp nha. Hoa xanh 160.000, 63 độ lên đến 68 là vừa. Hoa xanh 160. Dạ không, chị ơi, cái đó là bên Nguyễn Mai Store á chị. Cái số là bên Nguyễn Mai Store á, chứ là chứ mua bên nào, chứ mua bên em hay bên kia. Chứ nhìn cái trên cái phiếu nó có một cái dòng chữ ở trên Nguyễn Mai Store hay là Mai Shop á. Nếu cái phiếu ở bên shop nào là rồi của shop đó nha. Nha chế. Size to 6368 là quần hoa xanh chốt giá 160, quần là quần lửng nha. Hoa xanh 160.000. Bộ caro size số 3, 63 độ vậy vừa và men và 52 độ lên, 52 đến 63. Caro chốt 160 giá tặng. Caro 160.000 có bộ 52 đến 63 là vừa. Caro tặng 160. Caro 160.000, caro 52 63 là vừa. Caro 160. Dập ly bi hồng chốt tặng. Bên em á, chị nhắn tin qua bên em, nhắn tin qua bên My Shop á. Nhắn tin vào bài shop cho em nha. Màu này lên trên là màu bi hồng. Size 50-60kg vừa bi hồng tặng 160.000. Bi hồng 160 free size 50-60kg mặt đẹp bi hồng 160. Dập ly bi cam tặng 170. Hân ơi đợt này tặng quá chứ nha. Dạ nhân viên. Ok chị, ok với Mi Đoàn nha. Cái tặng quà để em nhắc mấy bạn nhân viên. Size to 58-68 vừa em mang bi cam. Còn bộ này 170 dập ly size lớn. BK 170.000, 5868 là vừa. BK 170 quần dài nha. Bi hồng chứ Lan Nguyễn. Lan Nguyễn bi hồng 160. BK 170.000, bi cam thế nào chốt bóng cam 170. Caro đỏ size lớn 170 luôn, size to 58-68 là vừa. 58 độ lên caro chứ Nguyễn Lâm. Nguyễn Lâm có caro trắng cái gì chứ ơi. Chứ lấy caro trắng hay caro gì? Bộ caro trắng. Còn con caro trắng mình hết đúng không? Chưa đúng không? Chứ Nguyễn Lâm lấy caro trắng, bấm caro trắng giùm em. 58-68 là vừa, caro đỏ dập ly size lớn quần dài, size to nha, chốt 170. Lên em là caro đỏ 170.000, 58-68 mặt đẹp. Đỏ 170 caro. Caro đỏ 170, 58-68 là vừa. Nâu dập ly 180. Đợt này không tặng là chiếc chỉ chơi luôn hả? Ok chết. 55-65 vừa em mang là màu bi. À không, em xin lỗi, màu nâu. Bi ủa, nâu nha. Có caro trắng. Màu nâu chứ nào chốt nâu bóng nâu cho em. 55-65 vừa nâu 180 dập ly. Hàng siêu cấp. Ừ. Nâu 180. Chứ nào chốt nâu bóng nâu 180 dập ngày nâu. Nâu 180.000 em. Cho em bộ là rõ đùi 130. Free size 50-62 vừa. 50-60kg đi các chị ơi. 50-60kg nâu chị Mi Đoàn. Mi Đoàn có nâu. Free size nha, 50-60kg là vừa. Linh là màu đỏ. Đỏ nha. Đỏ chốt giá 130. Đó 130.000 free size 50-60kg là vừa. Em xin tập cái luôn vậy luôn. Kế bên. Đúng rồi, mới tập đó. Em còn hai bộ dập đi beo này. Dập đi beo còn hai bộ 170.000, size 50-63. 50 độ lên 63 vừa em mang là beo dập ly chứ nào chốt bóng beo 170. Beo dập ly 170.000. Free size 50 độ lên 63 kg là vừa, quần 8 tấc nha các chị. Anh có đổi đùi. 130. Chứ chồng Thanh lấy nâu hết rồi chị ơi. Hết nâu rồi. Em đang mang là beo còn hai bộ ấy, màu đẹp quá 170 nha. Từ 50 đến 63. 50 đến 63 là bộ beo 170 còn hai bộ, dập ly beo. Đây là dập ly beo 170 free size.
53 ly có nhập ly. Nhập ly beo chị Lâm Vi. Em còn một bộ beo dễ mang dễ mặc các chị ơi, form đơn giản dễ mang. Beo với chị Nguyễn Hạnh. Nguyễn Hạnh có beo 170.000 đang mang màu này lên, đây là màu nâu, tập nâu 180 size to nha. Cái form này là tầm khoảng 57 đổ lên, tiếp tới là 67kg, 68 chỉ là vừa nha. Em ơi, đơn hàng chị giao lộn địa chỉ kìa. Liên lạc với chị dùm nha, Gấu BB. Gấu BB nghe quen đúng không? Rồi, 58-68 là vừa beo hết rồi chứ Đỗ Ngọc Kiều ơi. Vậy hả? 58-68 là vừa địa chỉ của mình ở đâu vậy chị Gấu BB? Của mình ở đâu vậy chị? 58-68 vừa em mang, màu nâu dập ly, chốt giá 180, có 3 bộ size to. 58-68 là vừa. 58 đổ lên 68 là vừa em mang là nâu. Dập ly nâu dùm em, phân to quần dài nha. 58-68 đẹp nâu. Chế yêu nào chốt nâu bỏng nâu dùm em. Nâu. Nâu này chốt cho mọi người giá là 180 nha, nâu 180 size to. 57-65-68. Dạ có chứ ơi, có chứ từ qua này. Nâu dùm em, sọc nâu 180. Chế nào chốt ấm nâu 180.000 nâu. Nâu dập ly 180. Chế nào chốt nâu bỏng nâu 180.000. Nâu 180. Mã này lên cho em, mã này là mã bi, bi 130 còn bộ luôn. Chị ở Sài Gòn. Ngày mai nhân viên gọi lại cho mình nha chị Gấu BB ơi. 50-60kg vừa em mang, màu này là màu bi đùi. Bi đùi free size 50-60kg vừa, bi đùi chứ 150 em còn bộ. Bi đùi 150.000, free size 50-60kg là vừa. Lên em là bi đùi 150. Caro nhí 170 size to. 52-62 là vừa, caro nhí 170.000. Chế nào chốt bấm em caro nhí 170. Size 52-62 mặt đẹp. À quần lửng cái chứ ơi, quần lửng chốt giá 155 giá tặng nha. 52-62 vừa, caro lửng 155. Thôi chị luôn ơi. 52-62 vừa em mang là caro 155. Size nhỏ nha các chị, quần lửng á. Chị Từ Anh có caro nhí. Ok chị, bỏ đó đi. À, caro nhí 155. Thêm mới đi chuyển 2-3 cọc nha. Rồi, bỏ qua cọc nha. Bỏ vàng đùi. À ok chị, Tụi Anh không lấy lửng. Ok chị, vàng đùi nha, 64 nó lại vừa. Caro lửng chốt chị Cúc Phạm. Free size nha mọi người, 50-64 cho em vàng đùi. Chốt giá 180, vàng đùi lati 180.000, free size 50-64 vừa. 50-64 vàng đùi 180.000 nha, chế độ cho bóng em vàng đùi 180. Free size 50-64 mặt đẹp. Gà hồng, gấu hồng, hàng này hàng trong Sam. 225 gấu hồng, tay dài quần dài, size là từ 55-65 là vừa. 55-65 vừa, gấu hồng chốt giá là 225. Gấu hồng 225.000, 55 độ lên 65 mặt đẹp. Latin, hàng châu xa 225.000 gấu hồng. Gấu hồng 225. Gấu hồng 225.000 gấu hồng. Chị Lan không có vàng. Đưa. 180. Bộ xanh biển. Xanh biển này là size số 1. 50-64 là vừa xanh biển, chốt giá là 190. Latin, free size 50-64 là vừa xanh biển 190.000. Chế nào chốt bấm xanh biển 190, free size 50-64 là vừa. Xanh biển 190.000, xanh biển men. Xanh biển 190.000, xanh biển free size. Set thun á chị, set thun dạ. Cái này không lên đó chị Gấu Bi. Ây gấu lê, cái này không lên. Màu này cao đỏ chốt tặng 155 quần lửng. Đỏ 155 free style 50-65 vừa. 50 đổ lên 65 vừa, đỏ 155.000 màu đỏ. Đỏ 155 dùm em quần lửng nha. Form là form lớn free size 50-65, đỏ 155. Đỏ 155.000 màu đỏ free size 50-65 là vừa. 50 đổ lên 65 vừa, đỏ 155.000 màu đỏ. Đỏ 155. Đỏ 155.000 màu đỏ dùm em. Chế nào chốt bóng đỏ 155.000 màu đỏ. Bỏ hồng đùi chốt tặng 170. Hồng đùi 170.000, hồng đùi free size 50-60kg, cái này hàng Quảng Châu nha. 170.000 hồng đùi free size 50-60kg mặt đẹp. Lên em hồng đùi 170 có bộ. Latin nha, hồng đùi 170 free size.
50-60 là vừa, hồng đùi 170 chứ là chút hồng, một hồng 170. Hồng đùi 170.000, hồng đùi freestyle 50-60 là vừa. Bộ gấu đen còn một gấu đen nha, tay nhỏ 50-58 là tin hàng này 185.000. Đỏ 155 chị Nguyên Điệp. Chị Nguyên Điệp có đỏ. Chứ Nguyên Điệp mới khách mới ngày mai chứ chuyển khoản giùm em trước ngay chế. Khách mới này giờ chứ Nguyên Điệp kiểm tra em mấy bộ. 5 bộ hả? Chứ Nguyên Điệp khách mới ngày mai chuyển khoản giùm em nha, quá đơn cho 1 triệu bên em nhận chuyển khoản nha. Gấu 50-58 đẹp gấu giá 185. Gấu 185.000 màu gấu freestyle. Gấu giùm em freestyle. Bộ tím 150 còn bộ. Tím 150.000 size 50-58 là vừa. 50 đổ lên 58 ok, tím 150 chứ nào chút tím ấm tím 150.000 tím. Freestyle nha, 50-58 mặt đẹp. 50 đổ lên 58 ok, tím 150 con bộ hoặc size dài quần dài. Lên em tím 150 freestyle 50-58 là vừa. Bộ beo đùi em còn bộ beo. Beo đùi nha. Nãy chứ kêu em lên cái gì? Chị gấu lê á, xếp phông mà. Chị bao nhiêu kỳ á? Tí 100 của chị Khánh Huy. Beo đùi nha freestyle 50-63 là vừa beo đùi giá 165 Latin. 50-63 beo đùi 165.000 freestyle. 50-63 mặt đẹp beo đùi 165. Thế nào chốt bóng beo đùi 165.000 beo đùi freestyle. 50 đổ lên 63 là vừa beo đùi 165.000 beo đùi freestyle nha. 50-63 mặt đẹp. Xếp ngố caro. Mã này lên cho em là caro. Caro nhỉ nha, size 55-65 vừa. 55 độ lên 65 vừa caro nhỉ, chốt giá 180 dập lên á. À, xếp ngố nha, quần ngố Asomi cho mình. 48kg xếp xung 48kg không có. 48 ốm lắm. Chị Tường Anh có beo đùi. Rồi. Size nhỏ giờ 60 đổ lại à. 50, 60 đẹp cho em ngố trắng. Chốt giá 180. Cái đùi 165. Ngố trắng 160 ngàn size nhỏ nha, 50-60 là vừa. 50 đổ lên 60 ok men. Bộ đen dài 170. Đen dài 170 ngàn size to. 65 đổ lại vừa, 50 đổ lên đen dài chốt 170 ngàn con bộ à. Đen dài 170.000 freestyle nha các chị ơi. Freestyle 50 độ lên 65 vừa cho em đen dài 170, bộ này mặc đẹp lắm các chết. Mango nha, vải này siêu mát, không từ 50 đến 65. 50 độ lên 65 vừa em mang đen dài chốt 170.000. Đen dài 170.000, đen dài freestyle 50-65 vừa, đen dài 170. 50-65 vừa đen dài 170.000, cái nào chốt bỏ mình. Caro. Caro giá 170. Caro size to freestyle 55-65 caro 170.000. Giá nào chốt caro, bấm caro giùm em. Caro size là từ 50 đến 65 vừa caro. Chốt caro giá 170.000 caro. Quần là quần dài nha, tay ngắn 55-65 vừa 170.000 manh ngô. Tay ngắn quần dài, lên em là caro 170, 55-65 mặt đẹp. 55-65 ok caro, chốt 170 caro. Caro 170.000 caro. Xếp thể thao size lớn 58 đến 65 là vừa. 58 độ lên caro chị Đặng Phượng. Đặng Phượng có caro. 58 độ lên 65 là vừa, thể thao trắng đến 67 luôn, 58 đến 67kg. 58 độ lên 67kg là vừa, em mang thể thao trắng chốt giá 200 size lớn. 58 đến 65 67 vừa, thể thao trắng chốt giá 200. Chế nào chốt bóng trắng 200. 58 độ lên nhá, số đến 67kg là vừa, trắng 200.000. Thể thao trắng 200. 58 đến 65 67kg là vừa. Thể thao trắng chốt giá là 200.000. Chế nào chốt bóng trắng 200. 58 độ lên 65 67kg là vừa. Caro lăn size số 2. Hôm nay xem không được bạn đứng ngoài hả? Dạ chắc do mạng hay sao rồi chứ ơi. Size số 2 nha, 59 đến 62 vừa cho em màu nâu. Nâu giá là 305 hàng thiết kế nha. Caro lăn hàng thiết kế 59 đến 62 là mặt đẹp. 59 độ lên 62 ok nâu. Nâu hàng thiết kế chốt giá là 310.000. Caro lăn trắng với đàn thủy. Đàn thủy có trắng thể thao. Bộ đen hàng siêu cấp giá là 205. Size là từ 55 đến 63, 58 nha. 58 đến 63 vừa em mang đen 205 hàng siêu cấp nha.
Chế nào chốt cho em bóng đen 205. Size là từ 55 độ lên đến 63 là vừa, 58 đây các chị, 58 đến 63. 58 độ lên 63 vừa em mang màu đen, đen dài chốt giá 205 hàng siêu cấp. Đen 205. 58 độ lên 63 ký mặt đẹp. Bộ bao tay nhỏ, bao kèm cột tóc. Chế nguyên điệp được 4 bộ. 4 bộ nha chị nha. Đồ đẹp lắm nha chị, em nhận rồi, cảm ơn chị bé heo. 58 đó lại vừa 50 độ lên beo chốt 160 giá tặng. Hai bộ chốt rồi là gửi rồi nha chị bé heo ơi. Hai bộ chốt rồi là gửi rồi nha, freestyle 50 58 beo vải mango, chốt giá 160 bộ bộ kèm cột tóc cho mình. Lên beo 160.000 freestyle. 50 58 là vừa beo 160. Chế nào chốt bấm beo 160.000 cho em. Ngày mới ngày mai về chứ Hương Nguyễn ơi. Màu này lên trên là màu bi tím 58-65, bi tím dập ly. Lên là tím nhưng em 58-65 vừa tím. Giá nào chốt tím ấm tím giá 170.000. Tím 170, 58-65 vừa tím 170. Giá nào chốt tím ấm tím 170.000 một tím, 58-65 mặt vừa. Màu này lên cho em bỏ sữa hết rồi chị ơi. Lên cho là sọc hồng free size 50-65 sọc hồng, chốt giá 195.000 sọc hồng. Sọc hồng 195 freestyle 50-65 vừa sọc hồng 195.000. Sọc hồng 195 caro cam size nhỏ. Caro cam size nhỏ nha. Caro cam size nhỏ nha, 50-60kg là vừa. Chế nào chốt cam bẩm cam dùm em, caro cam size 55 độ lên đến 60kg là vừa nha. 55-60 ok cam. Giá nào chốt cam bẩm cam 160 quần lửng nha. Caro cam 160.000, caro cam free size 55-60kg là vừa, cam 160. Giá nào chốt cam bẩm cam 160.000, 55 độ lên 60kg là vừa, caro cam 160. Giá nào chốt bẩm cam 160 cho em. 55-60kg mặt đẹp, cam 160. Giá nào chốt cam bẩm cam em 160.000. Cái này có nhiều màu nha mọi người, cam xanh. Ngày mai là 12 giờ cho ngày mai 12 giờ em like. 11 giờ 11 giờ rưỡi 12 giờ đó ngày mai em like nha. Cái nào chốt cam bẩm cam đi em. Vàng chung thôi chị ơi. Ngày mai các bạn gọi chị nói chị. Vậy á chết. Dạ. Màu này lên em là màu vàng. Màu này lên đây là vàng dài 170 em còn bộ này. Vàng dài 170.000. Free size nha, 50-65 là vừa. 50 độ lên 65 vừa, vàng dài 170. Chế nào chốt bóng vàng dài 170 free size 50-65 mặt đẹp. 50 độ lên 65 vừa, vàng dài 170.000. Chế nào chốt bóng em vàng dài 170.000 free size nha. 50-65 là vừa, vàng dài chốt giá 170. Vàng dài 170, vàng dài em free size nha. 50-65 mặt vừa. 50 độ lên 65 ok, vàng dài chốt 170. Cái nào chốt vàng dài 170.000. Vàng dài 170. Những tộc nào muốn tiểu trời, chục màu. Có màu phong bộ. Caro đỏ. Giờ để ngày mai nhân viên xem mấy bộ sẽ chốt chế nguyên đẹp nha. Ở trên máy giờ nó là 4 bộ á. Để ngày mai 7 bạn sẵn hàng sẽ được mấy bộ nha chị. 55-60kg là vừa em là caro đỏ nha. Chế nào chốt đỏ đỏ caro chốt giá 160. Đỏ 160.000. Rồi tính tiền mẫu nè. Ok em chốt và gửi luôn. Dạ. Mà nhân viên hồi sáng với nhân viên gọi rồi đúng không? Nhân viên gọi rồi là hàng đi gọi. Nếu dồn em dồn trong vòng 2 ngày chị bé heo. Muốn mua hàng chốt đơn sao mày inbox cho tao. Rồi màu này lên là caro đỏ. 55-60kg là vừa caro đỏ nha. Chốt giá 155.000. Đỏ 155.000. Cho thêm máy tập. Cho em thêm máy tập đi. Chốt giá là 200. 58-65 là vừa thể thao đen, chốt giá 200.000. Chế nào chốt bóng đen 200. 58 độ lên 65 ký mặt đẹp.
58 độ lên 65 ok đen 200.000. Trái nào chưa bóng đen 200 thể thao đen. 58 đến 65 là vừa nha các chị ơi. 58 độ lên 65 ok đen 200.000. Trái nào chưa bóng đen 200. 58 đến 65 mặt đẹp. Mã này lên em mã là mã xám dài nha, chốt 160 Latin. Phi size là từ 50 tới 58 là đẹp. Ok chị, phi size nha, 50 58 là vừa màu xám dài. Chốt giá 160. Xám dài là 60.000, xám dài phi size 50 58 là vừa. 50 độ lên 58 ok, xám dài 160. Bộ vàng lỡ thể thao này size nhỏ nha, 50 60 kg vừa. Bộ vàng thể thao cái vườn này mặc đẹp lắm. Vải nó dẻ, vải nó mát nha mọi người. Phi size 50 đến 60 kg là vừa, em mang vàng lỡ chốt giá 160.000. Vàng lỡ 160 phi size. 50 đến 60 kg là vừa, vàng lỡ 160. Chế nào chốt vàng lỡ 160.000. Em mang là thể thao đen, chốt giá 200. Size là từ 55 đến 65 là vừa. 55 đến 65 là vừa đen thể thao, chế nào chốt em bóng đen giùm em nhé. Đen thể thao 55 65 mặt đẹp. Thể thao trắng giá 195 size to, 58 65 vừa trắng thể thao. Trắng thể thao giùm em. 58 độ lên 65 là vừa thể thao trắng nha. Thể thao trắng chốt mọi người giá là 190. Thể thao trắng 190.000, 58 65 vừa trắng 190. Caro. Caro đen giá 195.000, size nhỏ nha, 50 60 kg là vừa caro đen. Chế nào chốt đen bóng đen 190. Mấy cái vải rồi mặc cực kỳ mát nha, vải siêu mát, 55 độ lên 60 là vừa. Chị đen hồi xưa có xám dài. Xám dài bộ nhỏ, bộ size nhỏ. Latin rất là ngoan á. Màu này lên cho em, màu này là màu caro size 50 60 kg là vừa. Caro nha, chế nào chốt caro bấm caro cho em. 50 60 ok caro. Caro này chốt giá là 190. 160. 165 hả? Sao còn nhớ 160 à? Caro giùm em 190. Bộ da size nhỏ 50 58 thì chốt 160 luôn Latin. 50 58 là vừa mi màu này, lên em da 160.000. 50 58 mặt đẹp da 160, tay dài quần dài vải Latin nha mọi người. 50 58 là vừa. Ối cho mình thế này. Vải Latin vải này là siêu mát. 50 58 là vừa da, chứ là chốt giảm da 160. Da 160.000 màu da. Bộ loan hàng châu Sa giá là 225. Loan 225.000. Bộ caro hả? Caro mới thì đúng không? Ok chị. Màu này lên em màu loan phi size 50 65 là vừa loan. Da chị hoa mộc trà. Hả? Da 160. Màu loan giá là 225.000 hàng châu Sa. Lên em là loan 225. Hết da đúng không? Ừ. Loan 225.000 màu loan, chắc là chốt lên một loan 225 giùm em nhé. Chị Lan Thủy hết em hết da chị ơi. Da có một bộ. Lên em loan 225 hàng châu Sa. Da hết chứ đàn nổi hết da rồi. Em còn loan 225 hàng châu Sa freestyle. Từ 50 đến 65 là vừa. 50 đến 65 là vừa, chứ nào chốt tổng cho mình. Da em hết hàng. Hết da nha các chị. Caro size nhỏ 50 60 kg là vừa, caro này 190.000. Cái này là hàng Quảng Châu nha, vậy thun. Thun Boris các bạn, nó dễ mặc nó mát, không có bị nóng. 50 60 kg vừa, em là caro này chốt giá 190.000. Caro 190.000 quần phối caro cho mình free size. 50 60 kg mặc đẹp caro 190. Chế nào chốt caro bằng em 190.000 caro. Size 50 kg mặc giống em đến 60 kg là vừa nha. 50 60 kg ok đẹp em mang caro 190. Chế nào chốt caro bằng em 190.000. 50 60 ok. Caro chốt giá 190. Bộ thanh miễn size số 1. 64 đó lại vừa 50 độ lên. 50 64 vừa, em mang màu xanh biển giá 190.000 Latin. Lên em xanh biển 190 free size 50 64 mặt đẹp. 50 64 vừa xanh biển 190.000, thế nào chốt ta bóng xanh 190. Còn một cái bộ này lên kia là bộ bi. Bộ bi size số 1. 55 đến 64 là vừa. Giá nào chốt bi 1 bằng bi 1 giùm em. 55 đến 64 là vừa, bi 1 chốt 200.000 nha. Bi 1 200. 55 64 mặt đẹp bi 1 200.000. Giá nào chốt bi 1 bằng bi 1 200 giùm em. 55 độ lên 64 mặt đẹp bi 1 chốt 200. Latin loại 1 nha. Bi 1 giá 200.000 bi số 1.
Nơ hồng 225, quần dài tay dài 225.000, 5565 vừa nơ hồng. Chế nào chú bấm nơ hồng 225.000 đi. Nơ hồng 225, size là từ 5565 mặt đẹp. 5565 mặt đẹp nơ hồng 225.000. Chế nào chú bấm giùm em nơ hồng 225. 55 nổ lên 65.9 là vừa. Chế nào chú bấm nơ hồng 225. Bộ này tập tăng size nhỏ 50-58 160.000. Sọc xanh 160, size 50 đổ lên tới 58 là đẹp. Vì số 1 hả chết trơn rồi, có màu à. Còn một màu một duy nhất. 50-58 là vừa, sọc số 1 giả là 160, tay dài quần dài. Lên em là sọc 1-160 free size 50-58 mặt đẹp, sọc số 1 chốt 160. Sọc 160.000, 50-58 là vừa nha. 50 đổ lên 58 ok, sọc số 1 chốt dán 160. Nếu nào chốt sọc 1, bỏng sọc 1 giùm em. 50-58 mặt vừa giùm em, sọc số 1 chốt giá 160. Chế nào chốt 1 bỏng 1, 160. Hoa hồng chốt giá 155. Quần lửng size to 63-68 là vừa. 63 đổ lên 68 ok, hoa hồng chốt giá 155. Chế nào chốt hồng bỏng hồng 150 là 155.000 size to 63-68 là vừa, hồng 8 tấc giá 155. Chế nào chốt hồng bỏng hồng 155.000. 63-68 là đẹp. Còn một cao tắc phun cao cấp. Áo khoác nâu giả là 250, khoác nâu này size to 55-62kg là vừa nha. Lao tin trắng trơn hết rồi chị trung tâm hết rồi. 55 độ lên 62 là vừa, em mang khoác giả là 250.000, chốt 240 nha. Khoác cao cấp, chất dày, mặc thoải mát, không bị nóng nha. Giá nào chốt bóng khoác nâu em nha, giả là 240. Nâu 240, màu nâu, chứ nào chốt bóng nâu 240. Caro, caro em mặc á, không caro em mặc này, caro đang mặc. Bỏ beo, beo đùi chốt giá 130, khóa hay gì chimmy, chimmy có khóa. Với chimmy bao nhiêu kỹ vậy chế? Màu này lên là beo nha, free size 50-60kg là vừa, beo đùi chốt giá 130. Beo đùi 130.000, free size 50-62 là 50-60kg là vừa. Beo đùi 130.000. Áo khoác cam đất. Áo khoác cam đất size một size là từ 58-65, giá 180, lên em cam đất 180.000. 58 độ lên 65 vừa, khoác này khoác nhật nha, chốt 180. Lên em khoác cam 180.000, khoác cam. Khoác cam 180 em. Giá nào chốt bóng cam 180. Beo đùi chứ Tùng Anh. Mã vật chốt 150.000, lên vịt 150, size 50-58 là vừa. 50-58 là vừa, vịt 150 cộng bộ. Latin, tay dài quần dài, thế nào chốt vịt tổng vịt 150 em nhé. Vịt 150-58 mặt đẹp. Chế yêu nào chốt bóng em beo đùi 130. Ok chứ chị My, hết rồi chứ Hồng Ngọc ơi, beo đùi hết rồi. Hết beo đùi. Em còn màu trắng đùi 130. Còn bộ trắng đùi 130, chế nào chốt trắng bóng trắng 130. Trắng đùi 130 freestyle 50-60kg là vừa, trắng đùi 130 cộng bộ. Trắng đùi 130 size 50-60kg là ok. 50-60 ok vừa, trắng đùi chốt 130 cộng bộ. Trắng đùi 130. Trắng đùi 130 và hoa đùi 130. Chị nghe còn xương có dịp. Có dịp hả? 150. Khoáng 180 chứ đoàn thủy. À ok chứ dầu lên. Ok chị gấu có nha. Gỗ lê, chị gấu lê có em đang mặc. Hoa xanh. Hoa xanh khoáng 180 chứ đoàn thủy. Ok hoa xanh nha, 50-60kg vừa, hoa xanh chốt 130 luôn. Hoa xanh 130 freestyle 50-60kg là vừa, hoa xanh 130. Áo khoác nhóm này em lên này 60-62 đổ về mặt đẹp cho em nha. Áo đen em chốt đến 60 đổ về mặt đẹp cho em, áo khoác đen 240, áo khoác này đẹp lắm luôn á chị ơi. 240 nha, 50-60kg là vừa. Lên em khoác đen 240. Hàng này 250, chốt 240. Khoác đen 240, chứ nào chốt ấm đen 240.000 cho em nha. Hoa xanh chứ Tường Anh, Tường Anh hoa xanh 130. Hồng tím, khoác hồng tím chốt giá 180 size. Hồng tím 180.000, size là từ 58-65. Trắng đùi 130 cho chị Hương Nguyễn. 58-65 vừa, khoác hồng chốt giá luôn 180. Khoác hồng 180.000, khoác hồng. Caro đùi sọc số 1 chứ bên đường gõ dạy. Sọc số 1 là sọc nào em ta? Chị ơi, sọc số 1 em hết rồi. Hết rồi chị ơi. Màu này lên em là caro đùi chốt 130 luôn, freestyle 50-62 vừa, 50-60kg đi các chị ơi. 50-60 caro đùi 130. Chế nào chốt bấm giùm em caro đùi 130.000. Freestyle 50 độ lên 60kg là vừa.
caro đùi 130 màu đẹp. 130.000 caro đùi size 50 69 là vừa. Caro đùi 130. Giá nào chốt caro bóng caro em 130.000. Khoác đỏ. Khoác đỏ giá là 225, khoác này nổi một tách trời, mày size to. À không. Ôi size nhỏ, size to giờ nó 65 luôn. 55 đến 65 vừa em mang khoác đỏ đây. Nón tách rời được nha. Bộ về phải đi bóp lại hết hả? Vậy hả chế chụp hình qua cho em đi. Ủa chế bao nhiêu ký mà bị gọng? Cái này ngọc xương bộ hồi bao nhiêu ký? 50 ký nha em, ok chị mặc giống em. Áo quần dài dài ấy. Áo dài quần dài ấy. Sọc số 1 áo dài quần dài. Bãi nào đi chị? Không nhớ chị ơi, không nhớ. Em không nhớ là bãi nào. 58 đến 65 vừa em mang là đỏ này. Chế nào chốt đỏ đỏ cho em nha mọi người, đỏ nha. Đỏ đỏ chế nào chốt đỏ đỏ em giá là 230. À chắc vậy quá, đây đúng rồi. Cho mình coi. Sọc số 1 là cái này quá. Này đúng không chị, bên đường có dài ơi. Cái này là sọc số 1 đúng với bấm ok giùm em nha. 54 kg hả chị? Ờ à, dạ, 54 kg mã này với mặc đồ này. 54 kg tại vì hàng có size ấy. Thường là 54 chút size số 1. Màu này lên cho em, màu này là màu à. Sọc 1 có bộ. Sọc 1 giùm em. Sọc số 1. Caro trắng nha, caro trắng size to. 55 đến 65 là vừa. 55 độ lên 65 vừa em mang caro trắng 185 ngàn hàng cao cấp. Trắng 185. 55 đến 65 là vừa caro trắng 185 ngàn. Okay. Ok chị. 55 65 là vừa caro trắng nha. Chế nào chốt trắng bấm trắng 150 185. Trắng 185 ngàn size 55 65 là vừa. 55 65 ok trắng 155. Chế nào chốt trắng bấm trắng 155 ngàn một trắng. Em 100 nhiêu quên rồi trời. 160. Em còn bộ loan đùi này. Còn bộ loan đùi size là từ 50 60 kg là vừa, còn bộ loan. Chế nào chốt loan đùi bọc em loan đùi giá 130. 130.000 free size 50 60 kg là vừa. Hết sọc rồi chế nào ngọc xương ơi. 50 60 kg vừa em mang bao kêu loan đùi 130 gọn bộ. Loan đùi 130. Đây size nhỏ. Size nhỏ. Bộ xanh ngọc size nhỏ nha. Xanh ngọc này giá là 190.000. Xanh ngọc 190.000 size 50 58 là vừa. 50 độ lên tới 58 là vừa, xanh ngọc 190. Chốt 185 luôn, size nhỏ nha, 50 58 là vừa. 50 độ lên 58 là vừa, xanh ngọc 190.000. Chế nào chút xanh bóng xanh 190. 50 58 mặt đẹp. 190.000 xanh ngọc. 50 58 là vừa, 190 xanh. Xanh ngọc 190. À, lỡ dài áo dây là mã nào chứ dự đổ ơi. Lỡ dài áo dây là mã nào đi chứ. Không, cái là quần đùi. Cái comment nãy giùm em nha. Còn vài bộ set đen mặc luôn các chị. Set đen quần đùi size to từ 58 đến 63. 58 đến 63 là vừa em đang mang màu này vest đen. Hả? B1 hả? B1 hết rồi chứ ơi. Không phải. 62 độ về mặt đẹp giùm em. 55 đi nha, 55 đến 62 là vừa em mang là vest đen. Giá là 220. 55 đến 62 vừa. Sọc hết rồi chứ đen ngọc xương ơi, hết sọc rồi. Em mang là đen 220.000, 55 độ lên 62 là vừa nha. À, dập ly quần giá với viên bùi hết rồi. Mã mới là hết trơn rồi đó chết. 55 độ lên 62 vừa. 190. 55 đến 62 vừa giùm em. Dạ, nếu em có em chút size nhỏ hơn cho chứ yêu ơi. 55 độ lên đến 62 vừa em đang mang là set vest đen giá là 220. Lên là vest đen 220.000, 55 độ lên 62 kg mặt đẹp. 55 độ lên 62 kg vừa vest đen 220. Chế nào chốt đen bóng đen 220.000. Cái này bỏ màu em còn có bộ rồi. Tay nhỏ. Loan quần đùi tặng nha.
Lan đùi, lan đùi. Bộ dưa hấu màu hồng mà. Này đúng không? 215.000. Bộ lan quần dài. Mã nào không nhớ nhạc, không nhớ mã gì lỗi, không nhớ mã. Mã qua lâu chưa chị? Dưa hấu nha, 215, bộ này siêu đẹp. Free size từ 50 đến 65 vừa 215. Bộ này mặc cực kỳ dễ thương, Latin nha mọi người, Latin. 215.000 dưa hấu. Dưa hấu 215 free size 50 65 vừa. Bộ lan đùi. Lan đùi size nhỏ nha, em tặng 140. Size này là 62 đổ về mặt đẹp và 55 đổ lên. 55 đến 62 vừa em mang lan đùi chốt 140, giá tặng em có 2 bộ. Lên lan đùi 140, 55 đến 62 là vừa. 55 đến 62 vừa lan đùi 140, chế nào chốt đây mỏng lan 140. 55 62 mặt đẹp. Bên đường có dạy có dưa hấu không chị? Lan đùi nha, mango quần đùi tầng 140, chế nào chốt lan đùi 140. 215. Lan đùi 140, chế nào chốt đây mỏng lan 140 giùm em lan đùi. Lan đùi 140. Mã tiếp theo màu này lên là trắng đùi 140 luôn nha. Trắng đùi 140, 55 62 vừa. Mango tầng 2 dây quần tầng nha. Áo tầng quần đùi có kèm cho mình túi luôn. 55 đến 62 vừa cho em trắng đùi 140. Trắng đùi với lan đùi hai màu 140.000 em nha. Trắng đùi lan đùi hai màu 140 chứ là chốt bóng giùm em nha. Em mang là vest đen giả là 220 và size là từ 55 độ lên đến 62 kg là vừa. 55 độ lên 62 vừa em mang vest đen 220. Chứ là chốt bóng đen 220.000. Trời quỷ không? Đưa nãy giờ không thấy mà nội. Bộ này lấy đi, Quỳnh đã đẹp lắm Quỳnh. Mặc dễ thương á. Nè chứ. Nè má. Nè 50 đến 65 đẹp nha. Bộ này mặc đẹp, mày mặc vừa ấy. Phi size nha, 50 65 215, bởi đẹp xuất sắc luôn. Ở nhà tao toàn mặc cái này thôi à. Dưa hấu nha, 215. Siêu đẹp, mày mặc là đẹp luôn. 215.000 dưa hấu. Có 1 bộ à? À còn à. Ờ dưa hấu này còn á, còn 3 4 bộ. Em mang là đen nha, giá là 215. Cho em xin một cặp nữa nha. Mà cái ở dưới ngay sau luôn anh luôn á. Cái mà chưa cột á. Ồ. Lan đùi trắng đùi nha, chốt giá 140. Chá nào chốt lan mỏng lan, chốt trắng mỏng trắng. Bộ cam hàng châu xa nha, 230. Bộ này đẹp lắm các chị ơi. 55 65 là vừa nha. 58 đi, 58 đến 65 là đẹp. Vừa 47 vừa. 47 mà bị lùn á là vừa. 58 đến 65 vừa em mang là cam. Cam 230. Chá nào chốt cam mỏng cam 230.000. 58 đổ lên 65 là vừa nha. Hàng này hàng châu xa, giá là 230. 58 đến 65 đẹp cam 230.000. Cao 230. Rồi màu này lên cho em, màu này là màu bi. Bi nhỏ nha các chị ơi. Bi nhỏ em chốt 170 nha. Bi nhỏ 170.000, 55 65 vừa. 55 độ lên 65 vừa bi nhỏ nha. Quần là quần mango, form áo là form tay lỏ, dễ mang dễ mặc, em chốt 170. Cái hàng này các chị nãy bán 185 á. Cái hàng này form này 185 về hàng mới, cái này em còn có bộ em chốt 170 nha. Chứ bình thường mua là không có giá này đâu. 170.000 size 58 65 chốt 170. Lên em bi nhỏ 177 mango này. Cái bi mịn mịn dễ mang. 170.000 bi nhỏ. Cái nào chốt bi nhỏ bấm em. Bi nhỏ 170 nha, free size. Free size, free size. Mã tiếp theo. Nâu đùi 165. Mango nha, Alatin nhắc size 6368. 6368 là vừa, nâu đùi 165.000 nâu. Chế nào chốt nâu đùi 165 Latin, size là size nhỏ. Size lớn 6368 vừa Latin phổi. 6368 là vừa em là nâu 165.000 nâu. Nâu đùi 165 nâu đùi 6368 mặt đẹp. Mã tiếp theo màu này lên kia là màu hồng dài. Hồng dài giá là 215 em chốt 210. 210.000 hồng dài free size 50 65 mặt đẹp. 50 độ lên 65 vừa hồng dài, chứ nào chốt hồng dài bấm em. Hồng dài giá là 210.000, chốt luôn 205 không bộ à. Hồng dài 205 free style, 50 65 mặt đẹp. Hồng dài 205.000. Hồng hồng 205 hồng dài giùm em free style nha, 50 65 vừa. Màu tiếp theo, hoa chốt 150 hoa size nhỏ 50 58 đẹp. 50 58 ok, hoa 150.000 hoa. Chế nào chốt hoa bấm hoa là phải mango cái gì nha, 50 58 là vừa. Hoa chế nào chốt hoa bấm hoa 150. 50 58 mặt đẹp hoa 150.000. Chế nào chứ bấm hoa 150 mẹ em nha. Hoa 150, 50 58 mặt đẹp. Dọc ly size to 60 70. Dọc ly này size lớn nha. 60 70 vừa, dọc ly 170 lên hồng. Hồng 170.000 dọc ly. 60 đổ lên tới 70 kg là vừa. Hồng chứ 170. Hồng 170.000 size to 60 70 kg là vừa. Dọc ly hồng giá 170. Chế nào chứ bấm hồng 170.000 hồng dọc ly. Hồng 170.000 màu hồng mẹ em. Chế nào chốt hồng ổng hồng 170.
áo đen 130 size to, 55 65 đẹp áo đen đính đá. 130.000 nha, size to từ 55 đến 65 là vừa. 55 đổ lên 65 ok, áo đen 130 chốt tặng. 130 áo này siêu rẻ, cái này mặc quần ghê đẹp lắm các chị ơi. 130 nha, đen 130 size to. 55 65 vừa đen 130. Đen 130.000 màu đen. Đen 130.000 màu đen diễn sơ mi hồng. Sơ mi hồng em còn một cái này hồng chốt giá 170. Sơ mi hồng 55 65 là vừa. Sơ mi hồng 170.000 nha. Dập ly 2 giây hết rồi chị Hương Chuông ơi. Bộ màu hồng nãy đi em là hồng nào, chị bé mi bao nhiêu tiền? Chị lấy hồng nào bao nhiêu tiền hết chị? Size 55 65 áo sơ mi chốt giá 170 sơ mi. Sơ mi hồng 170.000. Không phải cái đó đâu. 55 65 vừa sơ mi. Hồng nào bao nhiêu tiền á chị bé mi comment mãi giùm em nha. Chế nào chốt sơ mi hồng bỏ sơ mi hồng giùm em giá 170.000. Sơ mi hồng 170.000, 55 65 là vừa. Hồng 170. Ừ. 170 á chị, hồng 170. Lấy bộ màu hồng 170. Dập ly hả gì chứ yêu ơi? Dập ly hai mã nào? Hồng 170 có dập ly thôi à. Màu này lên đây là màu dập ly đỏ cho em tặng. Màu này giá 160 có 1 bộ à. Size to 5865 lên đỏ dập ly nha. 5865 đổi dập ly chốt giá 170. Thôi chốt tặng luôn 165. 165 nha, size là từ 58 đến 65 là vừa. Dập ly quần dài. Không biết mã nào rồi chị bé My ơi, không biết mã nào rồi. 170 là chỉ có màu hồng dập ly thôi à, còn mấy mã kia không phải 170 đâu. Ờ chỉ có mã đó là 170 thôi đó. Phải cái này không chị ơi, 170 em có mã này. Size lớn dập ly nha, 60-70kg là vừa. 60-70kg vừa dập ly hồng 170. 60-70kg vừa dập ly hồng 170.000. Cái nào chốt hồng bổng hồng 170. Hồng 170, 60-70kg là vừa. Chị Cúc Phạm có sơ mi hồng. Hả? Ờ 170 hồng. Sơ mi hồng này. Cái này mặc chứ quần gì cũng đẹp. Ok chị Mi, cho em xin số điện thoại chị ơi. Lấy dập ly em xin số điện thoại nha. Bộ chữ đen chốt 170. Chữ đen 170.000, 58 đến 65 là vừa. 58 đến 65 là vừa, chữ đen 170. Chế nào chốt đen bóng đen 170.000, 58 độ lên 65 mặt đẹp. 58 độ lên 65 ok. Trái tim chứ hồ nam chân. Ở dưới bộ đó. Chứ hồ nam chân có trái tim. Chữ đen chốt 170, trái tim 205. Size to 5865 giùm em. Màu chữ đen 170. Chế nào chốt bóng đen 170 cho em nha. Dập đi hồng hết rồi chị Loan Lê. Hết rồi dập đi hồng rồi. Chị bé My lấy dập đi hồng bấm xuống số điện thoại nha. Ok chị bé My có dập đi hồng. Chế Loan Lê em dự phòng. Sọc da chốt giá 170, size to 5565 vừa. 5565 vừa sọc da 170.000. Chế nào chốt da 170 cho em. 5565 mặt đẹp da 170. Da da 170.000 nhào da 5565 là vừa. Chế nào chốt da ống da 170.000. Da 170.000 màu da 5565 mặt đẹp. 5565 ok da chốt 170. Chế nào chốt ống da 170.000 màu da đi. Bi đen còn bộ size to. Quần dài tay dài. Giải trái tim vải Latin cho Hồ Nam Trân ơi. Vải Latin nha chị. Màu này lên là màu bi đen size nhỏ 50-62. Size nhỏ nha, 50-62 là vừa bi đen. Chế nào chốt bi đen bấm em giá là 170 nha. Bi đen 170 size nhỏ 50-62. 55 đây các chị ơi, 55 nha, cái quần hơi rộng. 55-62 là vừa em mang bi đen chốt 170. Chế nào chốt bấm đen 170 cho em. 55 độ lên 62 mặt đẹp. Đen đen 170.000, 55-62 là vừa bi đen. Bi đen 170.000 bi đen. Bi đen 170, 55-62 mặt đẹp. Ủa đen này bị lỗi. Bị lỗi. Con bò nâu giá 170 size lớn, 60-70kg là vừa bò nâu. Dạ chị Cúc Tạm có chị ơi. Có nha. Ok chị Latin. Dạ chứ Hồ Nam Trân đó. Y chang châu xa luôn chứ Hồ Nam Trân vải đẹp lắm. Chứ lấy bộ đi em thì vải đẹp xuất sắc, không thua châu xa đâu nha. Không thua gì châu xa đâu.
Màu bò size lớn nha, 60-70kg là vừa bò, chốt giá 170.000. Bò size to nha, 60 đổ lên 70kg mặt đẹp cho em bò. Chế yêu nào chốt bò bẩm bò. Bò này chốt giá là 170.000 size lớn, 60-70 ok. Bò giùm em. Nãy chị có không có vô phòng không? Chị không? Không có vô phòng không? Ngủ chưa? Hết rồi, hết quần. 60-70kg là vừa bò, chế đặt chốt bẩm bò 170.000. Bò 170.000 đẹp quá trời ơi, xuất sắc. 60-70kg vừa em mặc rộng nha mọi người. 60-70 ok bò chứ 170. Chế đặt chốt bẩm bò 170.000 bò nâu. Giờ là hết dạng rồi đúng không? 60-70kg là vừa bò 170. Bò 170.000 mà bò 60-70kg ok. Chế nào chốt bấm bò 170.000 em nha. Bò 170, 60-70kg là vừa. Bò 170. Tập nâu quần dài tay dài này, tập nâu quần dài tay dài tay lớn nha. 55-65 là vừa. 55-65 là vừa tập nâu. Chế nào chốt nâu bấm nâu cho em giá 185. Nâu 185.000 tập nâu. Size là từ 55-65 mặt đẹp nha, phân lớn hay mặt rộng ấy. 185 nâu. Nâu 185.000, 55-65 vừa. Chế nào chốt bấm giùm em màu nâu nha, 185. 55-65 mặt đẹp giùm em nâu 185, có hai túi hai bên cho mình, hai túi áo và hai túi quần, 185 nha. 55-65 là vừa nâu 185. Chế nào chốt nâu bấm nâu 185.000. Nâu 185. 55-65 mặt đẹp nâu. Nâu nâu giảm 185.000 màu nâu giùm em nha. Còn một cái mã caro đùi. Hàng thiết kế phân khắc. Size của nó là từ 55-62 là vừa nha. Dạ ok, chị dùng đơn hôm qua hay gì chứ từ anh. Dùng đơn hôm qua ngày mai nhân viên gọi thì nhắc mấy bạn giùm em. 55-62 caro đùi chốt giá 160. Thiết kế đùi nha, phân sắc mắt cổ vét nha. Lên caro đùi giá 160.000. Đùi 160, 55-62 vừa. 55-62 vừa caro đùi 160. Bộ đen đùi tặng 120. Bộ này có một bộ size nhỏ. Size này 55 đó lại vừa 48 đổ lên cho em nha. Đùi 120. Trắng đùi 120.000 nha. Trắng đùi 120, 55 đổ lên. À 55 đổ lại 48 đổ lên. Trắng đùi 120. Chế nào chút trắng bấm trắng 120.000. Trắng đùi 120.000, trắng đùi phi size nha, 55-62 là vừa. Em đang là nâu 185.000, nâu dài. Nâu dài 185, chế nào chốt nâu bẩm nâu giùm em nha. À, cổ sen bự mà nhọn hả chị? À, cổ sen bự nhọn. Có nhưng mà hứa là chị có hay có hàng châu xa á chị. Có hàng châu xa nhưng mà em hết rồi. Có cổ sen bự nhọn bây giờ không còn. Học này hả? Ừ caro ấy đúng rồi. Sọc ớt phải. Sọc là sọc caro ấy gì chị ơi. Cho lấy sọc caro ấy chị Nguyễn Kim Anh. Để em mặc bộ này cái chị xem. Không, chắc là không biết nữa. Chứ ai sọc nâu hay sọc caro comment lại giùm em nhé. Comment lại giùm em là sọc gì, caro hay sọc nâu. Da nha, chữ da 62 đối lại vừa, 55 độ lên vét đùi. Vét đùi vải mango, vải này mặc mát cực kỳ. 55-62. Còn thích luôn cái mặt. 55-60-60-60kg đó nha. Da chú đến 60. 55 độ lên tới 60kg là vừa em mang là da đùi. Chế nào chốt da đùi bẩm da đùi mim. 55-60kg là vừa da đùi. 160.000. Đó là dạng vết sắc mát đấy. 55 độ lên mim tới 60kg là vừa da đùi. Chế nào chốt da đùi bẩm mim giá 160.000. Da đùi 160. Da đùi chốt giá 160. Cái nào chú bấm da đùi 160.000 da đùi. 55-60kg là vừa. Da đùi 160.000 em. Tắt nha mọi người nha. Bye bye cái chị ngày mai em lên tiếp. À, ngày mai chắc tầm khoảng 11 giờ rưỡi 12 giờ ngày mai em lên nha. Bye bye mọi người. Em tắt đây. Hả không? Cái đó hồi sáng á. Bye bye.